Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh audio chuyện hay Quý vị và các bạn thân mến Người luôn ở bên cạnh nói lời ngọt ngon Người từng hứa hẹn thề non hẹn biển Người mà ta quyết định sẽ đi chung một con đường cho đến cuối cuộc hành trình Lại chẳng phải là người sẽ cùng ta bước tiếp Rơi vào trong tình cảnh ấy thật buồn biết bao Nhất là khi người đó lại là người đầu gối má kề Thư, cô gái trong câu chuyện của chúng ta hôm nay Thật không may lại rơi vào tình cảnh ấy Những rắc rối và đau khổ của cô ấy Liệu có thể qua đi Khi những cơn bão ập tới Chính là từ những người mà cô từng rất yêu thương Chúng ta cùng khám phá câu chuyện vô cùng hấp dẫn này các bạn nhé Chúc các bạn có những phút giây thực sự ý nghĩa cùng với câu chuyện Hôm nay là ngày rỗ của bố chồng Thư nên cô chủ động dậy từ sáng sớm để chuẩn bị những thứ đồ cần thiết cho chuyến về quê. Cô không quên gọi Kiên dậy vì biết tính anh hay dậy muộn. Anh ơi, dậy đi nhá, nay nhà có việc đấy, không lề mề được đâu. Ừ, lát anh sẽ dậy. Kiên trả lời vợ, nhưng vẫn trùm chăn kín đầu. Thư đứng dậy đi ra khỏi phòng, cô nghĩ chắc Kiên cũng sẽ dậy ngay thôi. Vậy mà sau 30 phút cô quay lại phòng ngủ, thấy anh vẫn cuộn tròn trong chăn, khiến cô hơi bực mình, không nhịn được mà quát lên. Anh Kiên, anh có dậy nhanh không để bảo. Hôm nay là ngày rỗ của bố, mà giờ mình còn chưa đi thì mấy giờ mới về đến nhà. Được rồi, bây giờ anh dậy, mà em không cần vội như vậy đâu. Dù sao thì ở nhà cũng có mấy cô gì nấu nướng rồi, nên mình có về muộn một chút, mẹ cũng không trách mắng. Phải rồi, vì là con trai cưng của mẹ, nên có bao giờ bà nặng lời với anh đâu, mà chỉ toàn mắng em thôi, chỉ mình em là chịu chửi. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em đâu Được rồi đi thì đi Anh chuẩn bị nhanh lên Giờ em ra lấy thuốc cho bố đã Thư đi rồi Kiên cũng lồm cồm lật chăn bỏ dậy Chẳng phải vừa anh nói Thì anh cũng thừa hiểu bà Hồng Mẹ anh khó tính thế nào Nên lời Thư nói cũng chẳng sai Có lẽ vì thế Nên Kiên không chần chừ nữa Mà rời khỏi giường để thay đồ Trong lúc đợi chồng chuẩn bị thì Thư đi tới phòng của bố cô là ông Hải. Vừa hay, ông cũng mới dậy nên đang ở ngoài ban công vặn người qua lại như một cách vận động nhẹ nhàng trong buổi sáng. Thuốc của bố, con đã chia sẵn vào hộp để ở trên kệ tủ. Bố nhớ phải uống đầy đủ đấy. Hôm nay là ngày rỗ của bố chồng con nên con và anh Kiên phải về quê một chuyến. Bọn con sẽ tranh thủ về sớm để kịp ăn cơm tối với bố ạ. À. Được rồi, hai đứa cứ đi đi. Gửi lời hỏi thăm của bố đến bà xui nhé thư rời khỏi phòng ông hải cùng lúc đó kiên đã đứng đợi ở bên ngoài nên cả hai nhanh chóng lên xe rời đi vì đi từ sáng sớm nên không bị tắc đường thành ra lái xe khoảng hơn một tiếng là họ đã về đến nhà cô mừng thầm trong bụng chắc mẩm hôm nay về sớm như vậy thì sẽ không bị bà hồng khiển trách lúc hai vợ chồng cô vừa vào đến nhà thì đã thấy đồ đạc được bày ra hết còn mấy cô mấy gì thì tất bật trong gian bếp nhỏ hẹp. Chợt giọng bà Hồng từ phía sau lưng vọng đến khiến cô giật mình quay lại. Mấy giờ rồi mà cô mới vác xác về, ngủ ươn cái thân xác ra. Biết bản thân lề mề thì dậy sớm một tí, màng mà tiếng là con dâu mà đám dỗ bố chồng lại để các cô các gì làm hết mà coi được à? Dạ, con xin lỗi mẹ, bây giờ con xuống làm ngay đây ạ. Nói rồi, Thư vội bỏ cái túi xuống ghế, sau đó chạy xuống bếp, một tay một chân phụ giúp, đến tạp dề còn không kịp đeo. Đứng ở bên cạnh thấy vậy, nên Kiên cũng định đi xuống theo vợ, để cũng xuống phụ vợ con một tay mẹ. Hôm nay cô ấy phải dậy từ sáng sớm, nên giờ chắc vẫn còn mệt. <laughs> dậy sớm có một hôm mà cũng mệt à? Quen ngủ trướng thay rồi chứ gì? Anh cứ chiều nó quá, có ngày nó trùng phé lên đầu cho mà ngửi. Kìa mẹ, trước mặt bao nhiêu người, kiên bị bà hồng mắng như vậy thì đỏ mặt bà hồng cũng thấy mình nói hơi quá nên vội vàng lấp liếm đó là công việc mà con dâu nhà này phải làm dậy sớm hơn ngày thường một tí thì đã làm sao mà con cứ phải lo sốt vó lên bếp núc là việc của đàn bà chứ không phải việc của đàn ông nên con cứ kệ nó giờ con vào phòng nghỉ ngơi đi lát nữa ra bày biện đồ đặt lên bàn thờ để cúng bố vâng ạ nghe bà hồng nói như vậy thì kiên cũng không nói thêm gì nữa dường như anh cũng cùng suy nghĩ với mẹ mình nên ngoan ngoãn nghe lời đi vào trong phòng ngủ thêm một lúc mà chẳng mảy may nghĩ đến thư ở dưới bếp đang phải chịu đựng những lời chỉ trích từ mẹ chồng trong ba năm làm dâu kỳ thực thư đã phải chịu không ít áp lực từ phía gia đình chồng vì kiên là cháu đích tôn của dòng họ nên khỏi phải nói bà hồng tạo cho cô rất nhiều áp lực Bà muốn cô trở thành một người dâu trưởng đảm đang để bày nở mày nở mặt với anh em dòng họ. Không những thế, bà còn luôn mong mỏi có cháu trai nối dõi. Có điều, từ khi kết hôn đến giờ, cô vẫn chưa đậu thai. Dù cho đã làm đủ mọi cách, nhưng kết quả nhận về đều vô ích. Chính vì vậy mà thái độ của mẹ chồng đối với cô cũng ngày càng khắt khe hơn. Bà luôn bóng gió rằng cô chẳng được cái tích sự gì. Thư buồn lắm, nhưng chẳng biết làm sao, cô dần xa cách với mẹ chồng, sợ về quê, sợ phải đối mặt với bà. Lần này thư về quê mà cái bụng vẫn phẳng ly, làm cho mấy bà cô bên nhà chồng lại được dịp bàn tán xôn xao một phen. Sau khi mọi người ăn uống xong hết thì cũng chỉ có một mình cô ngồi xung quanh đống chén bát mà chẳng có lấy một người nào ra phụ giúp. Tuy ấm ức nhưng cô vẫn im lặng làm mà không nửa lời ca thán vì trong thâm tâm cô luôn nghĩ đó là trách nhiệm mình phải làm cô sẽ cố gắng làm tốt mong sẽ có một ngày bà hồng có thể coi cô như con dâu thực thụ trong nhà sau hơn tiếng đồng hồ đánh vật cùng với mấy chậu bát đũa, khiến cho Thư ẻ oải hết cả người, da tay của cô nhăn hết lại do tiếp xúc với nước quá lâu. Dọn dẹp sạch sẽ xong, cô lên nhà trên để về phòng nghỉ ngơi, nào ngờ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà Hồng và mấy bà cô. Chị Hồng, chị xem nói chuyện với con Thư đi chứ, nó về làm dâu nhà này cũng 3 năm rồi mà sao vẫn chưa có tin vui thế. Tôi đã nói với nó rất nhiều lần rồi đấy chứ, nhưng mà nó toàn bỏ ngoài tai, thằng kiên thích trẻ con lắm nhưng mà con thư mãi không chịu đẻ nghe bà hồng nói vậy một người thím ngồi bên cạnh liền nhanh nhảu nói này hay là con thư nó bị vô sinh chị nhỉ chứ nó đâu có lý do gì để trì hoãn việc sinh con đâu mà cái thằng kiên ấy thì cao to vạm vỡ như thế chắc chắn sức khỏe không có vấn đề gì cả họ nhà mình từ trước đến nay đàn ông có ai bị vô sinh đâu chắc chắn là do con thư rồi có khi thế thật đấy chị ạ Chị cứ làm căng với con thư đi, bảo nó đi khám, nếu nó vẫn không đẻ được thì chị cứ bảo thằng Kiên bỏ quách nó đi rồi cưới một đứa khác. Ở cái tuổi như nó, đàn ông có sự nghiệp lại đẹp trai như thế thì thiếu gì gái theo đâu, dù đã có một đời vợ thì cũng chẳng quan trọng. Mấy cô, mấy thím đừng có nói linh tinh, để chuyện này tới tai thằng Kiên thì không hay đâu, vì nó thương con thư lắm. Nghe bà Hồng nói như vậy, thư chẳng biết nên vui hay buồn nữa, cô lặng lặng trở về phòng với tâm trạng hỗn loạn đến tầm xế chiều lúc hai vợ chồng chuẩn bị lên xe quay về thành phố thì em trai của kiên là đạt mới lững thững đi về với bộ dạng nhếch nhác trên người nông nặc mùi rượu bia với thuốc lá anh chị mới về đấy à mày đi đâu mà bây giờ mới về thế kiên trừng mắt hỏi em em đi công việc thôi anh đừng có quan tâm đi công việc mà cả người toàn mua rượu bia Hôm nay là ngày rỗ của bố Mà mày cũng không thèm về thắp cho bố nén hương là kiểu gì Thôi anh đừng có lên giọng dạy đời em nữa Việc thờ phụng cúng rỗ bố Là trách nhiệm của người làm con trưởng là anh đấy Nếu không phải vì anh vô dụng Đến mức phải ở dề nhà vợ Thì mấy việc này em và mẹ đã chẳng phải lo rồi Cả năm anh về thắp nhang cho bố được mấy lần Mà bây giờ lớn giọng như thể quan tâm lắm vậy Lại còn lên mặt dạy đời em nữa Mày Mày Kiên tức nổ đóng đó mắt sẵn cũng có tí hơi men từ chén rượu uống ban trưa anh trợn mắt quát em trai mày dám ăn nói với anh mày thế à hôm nay tao phải dạy dỗ mày một mà trận ra trò mới được dứt lời kiên lao vào đấm một cái vào mặt đạt khóe miệng của đạt chảy máu khiến cậu ta mất bình tĩnh hùng hổ xông vào đánh trả lại kiên không chút nương tay thư lo lắng chạy đến ôm kiên giữ lại bà hồng cũng đi tới can hai người con trai sau khi tách được họ ra bà hồng mới quát lớn đạt xin lỗi anh nhanh lên Sao hôm nay con dám hỗn với anh như thế Mẹ còn chưa nói đến việc Tại sao hôm nay là ngày rỗ của bố Mà con vắng mặt đâu đấy Bà Hồng quát đạt Rồi lại quay sang hắng giọng trách kiên Nhưng ánh mắt dường như đang hướng Về phía thư đang đứng bên cạnh Còn mày nữa Thằng Đạt nó nói cũng chẳng sai đâu Chẳng lẽ con định cứ ở nhờ nhà vợ mãi à sau này mẹ già yếu rồi em con cũng đi lấy vợ thì việc thờ phụng bố chẳng phải là con lo hay sao mà trước khi nói chuyện đó thì hai đứa xem liệu mà tính đi đừng để cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn nghe họ hàng nói ra nói vào mẹ mệt mỏi lắm Con cái là của trời cho nên cứ thuận theo tự nhiên thôi mẹ quan trọng là vợ chồng con sống hạnh phúc vui vẻ là được thôi thôi giờ vợ chồng con phải đi không muộn mất con sẽ sắp xếp về thăm mẹ thường xuyên hơn Nói rồi Kiên kéo tay Thư bảo cô lên xe. Trên đường về, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, dường như họ đều có tâm sự chẳng muốn chia sẻ với đối phương. Tối đó, lúc cô đang ngồi thoa kem dưỡng da ở trên bàn trang điểm thì anh từ phòng tắm đi ra. Trên người anh chỉ cuốn một cái khăn tắm Ở dưới để lộ cơ bụng vẫn còn dính những giọt nước trông cực kỳ cuốn hút Kiên sát lại ôm thư từ phía sau Anh vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng hương hồng của cô anh vùi đầu và mái tóc thoang thoảng hương hoa hồng của cô, sau đó lại hôn nhẹ vào cổ và vai cô. Do vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện ngày rỗ của bố chồng hôm nay, nên cô lập tức đứng dậy cự tuyệt chồng. Hôm nay em hơi mệt, em muốn đi ngủ sớm. Mặc dù Thư biết thái độ của mình sẽ khiến Kiên khó chịu, nhưng bản thân cô sau một ngày dài đã quá mệt mỏi cùng với tất cả những chuyện xảy ra, thì cô không còn tâm trạng đâu để chiều theo ý Kiên được cứ như vậy cô bỏ lên giường cuộn tròn trong chăn giả vờ ngủ em ngủ đi anh ra ngoài chút chắc sẽ về muộn kiên chán nản nói qua loa sau đó cầm theo áo khoác bỏ ra ngoài ông hải ngồi ở ban công thấy con rể ra ngoài lúc tối muộn thì không khỏi thấy khó hiểu đoán chừng hai vợ chồng xích mích nên ông định bụng sáng hôm sau sẽ hỏi rõ chuyện này từ ngày kiên lấy con gái ông đến giờ mỗi lần có chuyện không vui thì anh đều như vậy ông hải cũng chỉ biết thở dài rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ kiên lại lái xe đến quán bar uống rượu để giải tỏa thói quen này anh có từ thời còn độc thân cho đến tận bây giờ vẫn không thay đổi được vì anh là khách vip nên vừa thấy anh tới quản lý đã đích thân chạy ra tiếp đón dẫn đến tận bàn lấy cho anh như cũ đi dạ anh ngồi đợi chút em bảo phục vụ mang ra nói rồi quản lý nhanh chân rời đi Khoảng 5 phút sau, một đĩa hoa quả tươi và một chai chi vác được đặt lên bàn. Kiên cúi người với lấy chai rượu thì ánh mắt vô tình va phải một đôi chân nõn nà vẫn đứng yên từ nãy đến giờ. Hơi tò mò nên Kiên ngẩng đầu lên nhìn. Phải mất mấy giây anh mới thoáng chút giật mình nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt lại chính là Huyền, đồng nghiệp cùng công ty với anh. Sau khi nhìn thấy anh, huyền nở nụ cười đầy ma mị rồi rất tự nhiên bước đến ngồi xuống bên cạnh kiên xong cô ta còn chủ động rót rượu vào cốc sau đó đẩy tới trước mặt anh động tác rất thuần thục khiến anh hơi bất ngờ quan sát cô một lượt từ đầu đến cuối rồi anh nói sao cô lại ở đây giờ này có gì lạ sao cả ngày làm việc ở công ty nên chỉ có lúc này mới là thời gian dành cho bản thân mỗi khi căng thẳng thì tôi lại đến đây giải khuây chẳng biết từ khi nào đã trở thành khách hàng thân thiết rồi, còn anh lại cãi nhau với vợ à? quả thực tôi có hơi bất ngờ vì không nghĩ cô lại còn có dáng vẻ này. Huyền bật cười trước lời nhận xét của Kiên, cầm cốc rượu lên, cô chạm nhẹ vào cốc của anh, sau đó một hơi uống cạn. Khuy rồi, không nên uống nhiều đâu, sáng mai còn đi làm mà. Kiên tỏ vẻ lo lắng về cái cách mà Huyền uống rượu, nhưng cô ta lại tỏ ra vô cùng từng trải. Lúc còn ở bên Mỹ Tôi đã quen như vậy rồi Chút về ngủ một giấc tới sáng là lại bình thường thôi Kiên không nói thêm lời nào Mà tiếp tục cầm chai rượu rót vào cốc Rồi nâng ly uống cạn Cứ như vậy hai người uống hết cả chai rượu Lúc nào không hay Phục vụ nhanh chóng đem ra chai khác Khi Kiên đã ngà ngà say Anh mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế Huyền thấy vậy liền bảo cậu phục vụ ở gần đó Ra ngoài gọi taxi cho anh về Sau khi cậu phục vụ rời đi thì huyền vòng tay kiên lên cổ mình rồi cố hết sức khó nhọc đỡ kiên đứng dậy nhưng cũng chẳng được bao lâu thì cả hai ngã xuống ghế vì sức vóc kiên cao lớn do mất đà nên cô ngã sát vào người anh cánh tay anh giờ lại đặt ở phía sau eo của cô hai người mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần do cô hơi men trong người nên kiên nhìn nhầm huyền thành thư nên ghé sát vào cổ cô rửa hôn huyền không ngại ngùng mà chủ động đáp lại cả hai nhanh chóng trao cho nhau một nụ hôn thật sâu phải cho đến khi hơi thở gấp dần anh mới bừng tỉnh nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn chuyện này khiến kiên hơi ngại ngùng ngược lại huyền không có thái độ gì khác thường dường như do ảnh hưởng bởi lối sống phóng khoáng theo kiểu phương tây nên cô ta rất thoải mái với việc này ngay lập tức kiên đẩy cô ta sang bên cạnh rồi rối rít nói tôi xin lỗi do tôi say quá nên mất kiểm soát đừng lo tôi không để bụng mấy chuyện này đâu vậy tôi về trước có dịp sẽ chuộc lỗi với cô sau nói rồi kiên cầm theo áo khoác loạng choạng rời đi huyền đưa ngón tay lên miệng quệt qua miệng một cái nhìn theo bóng lưng anh dần khuất cô ta mới nhích môi cười đắc ý không rõ mục đích của cô ta là gì nhưng mà chắc chắn sau buổi gặp gỡ này thì cuộc hôn nhân của Kiên và Thư sẽ không còn êm đềm như xưa nữa. Sau khi lên xe taxi, Kiên mới dám thở mạnh một cái. Cả người anh nóng rực lên dù trong xe đang bật điều hòa mắt lạnh. Anh nhanh chóng gạt bỏ chuyện vừa nãy ra khỏi đầu vì lý trí đã kéo anh trở về thực tại. Bây giờ anh đã là người có gia đình và anh không thể làm ra chuyện phản bội như thế được. Lúc Kiên về đến nhà đã, đã gần 2 giờ sáng, anh không dám bật điện vì sợ đánh thức ông Hải và Thư nên chỉ đành dựa vào ánh sáng lờ mờ của đèn flash trên điện thoại để có thể dò đường. Kết quả là do anh say rượu, bước đi loạn choạng nên hết va vào chỗ này lại đập vào chỗ khác, đi khập khiễng một hồi cuối cùng thì cũng đã về đến phòng ngủ. Cả người nông nặc mùi rượu nhưng kiên chỉ thay tạm bộ đồ, sau đó lên giường đi ngủ. Anh nằm nép ở bên góc giường vì sợ làm Thư thức giấc. Sáng sớm hôm sau, thư dậy thấy kiên nằm co ro như vậy thì chỉ thở dài một tiếng rồi kéo chăn đắp lên ngang người anh. Xong xuôi, thư ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng rồi quay về phòng thay đồ, sách túi đi làm. Cô đi sớm hơn mọi ngày vì hôm nay có buổi họp với đối tác. Kiên vì tối qua uống say nên sáng nay anh lại dậy muộn hơn mọi ngày. Lúc anh mở mắt nhìn vào điện thoại thì giật mình ngồi bật dậy vì giờ đã là 7 rưỡi sáng mà 8 rưỡi lại có một cuộc họp quan trọng. Kiên vội vàng rời khỏi giường và nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo, dư âm của rượu vẫn còn nên đầu anh đau nhức không thôi. Anh ngồi xuống giường để ổn định lại mới nhận ra ly nước chanh mật ong được đặt ngay ngắn ở trên tủ đầu giường bên cạnh. Chắc hẳn thư đã chu đáo chuẩn bị cho Kiên trước khi đi làm cầm ly nước lên, anh uống ực một hơi đến cạn, rồi chỉnh lại quần áo rời khỏi phòng, đi qua phòng khách, anh thấy ông Hải đang ngồi uống trà thì dừng lại chào hỏi. "Thưa bố, con đi làm ạ. À? Con không ăn sáng à?" "Dạ vâng, giờ con phải lên công ty gấp có việc quan trọng. Bố biết con vội, nhưng mà ngồi xuống nói chuyện với bố chút đi, vài phút thôi, không mất nhiều thời gian của con đâu." Đưa tay lên, nhìn đồng hồ kiên thấy vẫn còn thời gian nên đi tới ngồi xuống ghế đối diện với ông hải cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi ông bình tĩnh nói con với cái thư đang cãi nhau đúng không sao bố lại hỏi thế ạ à? vợ chồng con vẫn bình thường mà bình thường mà đêm hôm qua con lại lái xe ra ngoài thế ạ à? hay có việc gấp ở công ty nên nửa đêm phải lên công ty giải quyết không có chuyện gì to tác đâu bố chỉ là con thấy hơi bức bối nên muốn ra ngoài cho khơi khỏa chút thôi vợ chồng sống với nhau thì khó tránh khỏi ra cãi vã nhưng mà cứ đừng có để quá lâu dẫn đến chiến tranh lạnh sẽ rất khó giải quyết bố nói vậy chắc con hiểu đúng không vâng ạ bố yên tâm con sẽ lựa lời làm hòa với thư ạ nói rồi kiên đứng dậy chào tạm biệt ông hải để đi làm nhìn theo bóng lưng con rể khuất dần ông mới tiếp tục uống trà trong lòng ông thầm tự nhủ quyết định của bản thân năm xưa quả là đúng đắn nhớ lại năm xưa lúc thư dẫn kiên về ra mắt ông hải rất ưng ý chàng thanh niên này nhưng sau buổi gặp mặt xui ra ông lại quay ngoắt phản đối hôn sự của cả hai sở dĩ như vậy vì ông không có mấy thiện cảm với bà hồng và đạt cuối cùng chính thư đã ra sức thuyết phục và kiên phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể khiến ông thay đổi quyết định vì công việc bận rộn nên tối muộn thư mới về nhà cô mệt mỏi vào phòng ngủ nhìn thấy kiên đang ngồi trên giường đọc sách Cô nghĩ đến chuyện hôm qua và cảm thấy mình vẫn còn giận chồng nên chẳng nói gì mà cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau, cô mặc bộ đồ ngủ, bước ra rồi tiến đến bàn trang điểm, ngồi thoa kem dưỡng da. Khi này thì Kiên mới chậm rãi lên tiếng. Vợ, cho anh xin lỗi chuyện hôm qua, do anh thấy hơi bức bối nên mới bỏ ra ngoài. Anh xin lỗi, đây là lần thứ mấy rồi? Trước đây anh độc thân thì em chẳng nói Nhưng bây giờ anh đã có vợ rồi Mà vẫn cứ tới lui cái quán bar đó Mà coi được à Được rồi, vợ tha lỗi cho anh lần này nhá Anh hứa chắc không có lần sau nữa đâu Anh nói gì thì tự nhớ lấy Nếu còn một lần nữa thì em sẽ để bố can thiệp đấy Nói rồi Thư đóng hộp kem dưỡng lại Cô đứng dậy đi về phía giường Kiên chu đáo kéo chăn ra Để cô ngồi vào bên trong Nhân tiện trong lúc cô vừa hết giận Anh liền chớp thầy cơ Nói về dự định mua nhà cho bà Hồng Vợ, có chuyện này anh muốn đưa mẹ lên thành phố ở Căn nhà hiện tại ở quê chắc sẽ bán đi để lấy chút vốn Đổi môi trường mới, có khi thằng Đạt Nó lại chú tâm làm ăn Chứ giờ ở quê nó cứ lông bông mãi Lên thành phố thì mẹ ở đâu? Anh đang tham khảo để tìm mua một căn chung cư tầm đủ Để mẹ và thằng Đạt ở thoải mái Thư không có thái độ gì đặc biệt Mà chỉ thản nhiên đáp Em thấy anh tính như vậy cũng được Dù sao thì anh là con xe lớn Cũng nên ở gần mẹ để tiện bề chăm sóc Nói như vậy là em đồng ý chuyện mua nhà cho mẹ đúng không? Tất nhiên rồi, tiền của anh thì anh có toàn quyền sử dụng mà. Anh muốn hỏi ý em, với việc trích tiền ở quỹ chung của vợ chồng mình ra, chứ không phải tiền riêng của anh, cái đó thì không được." Kiên cau mày nhìn thư, giọng hơi đanh lại nói, "Em nói thế là có ý gì? Chẳng phải lúc nãy em hoàn toàn ủng hộ à? Chủ ý này là anh tự đề xuất hay là ý muốn của mẹ? Là mẹ chủ động đề nghị với anh?" và anh cũng đã đồng ý rồi anh thấy đó là vì chuyện sớm muộn cũng phải làm thôi anh tự quyết định mọi việc mà không bàn bạc gì với em thì bây giờ tiền bạc anh tự lo đi em không quan tâm xem nói chuyện vô trách nhiệm như vậy được anh kiên là em vô trách nhiệm hay là anh đang không tôn trọng em đáng lẽ anh phải bàn bạc với em trước rồi hãng đồng ý với mẹ chứ không phải sau khi đã xong xuôi hết mới thông báo cho em biết như vậy anh quên là mình đã bàn sẽ dùng tiền tiết kiệm để mua nhà riêng à hay anh muốn vợ chồng mình cả đời cứ mãi ở nhờ nhà của bố dứt lời thư nằm xuống kéo chăn ngang người cô nằm quay lại với kiên khiến anh có chút bực dọc nằm xuống ở phía đối diện hai vợ chồng vừa mới làm lành không bao lâu thì lại xảy ra tranh cãi lớn hơn vì chuyện liên quan đến tiền bạc những ngày sau đó thư và kiên chính thức xảy ra chiến tranh lạnh ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thường vì sợ ông Hải lo lắng, nhưng trong lòng lại đang rất bức bối. Tối đến, hai vợ chồng nằm chung một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn nhưng họ lại không đồng điệu về suy nghĩ. Kiên lúc này đầu óc cứ căng như dây đàn vì bị bà Hồng gây áp lực chuyện nhà cửa. Đương nhiên, anh nào dám nói thật với bà, chuyện thư không đồng ý bỏ tiền vì trong mắt bà, dù anh đang ở rẻ nhưng lại rất có tiếng nói trong gia đình vợ. Mặc dù thực tế là khác xa suy nghĩ của bà khi việc gia đình còn chưa đâu vào đâu thì kiên lại nhận được tin hợp đồng vừa ký đã bị hủy báo hại anh bị cấp trên khiển trách trước mặt toàn bộ nhân viên với một người vốn có tính sĩ diện cao nên làm sao anh có thể chấp nhận được sự sỉ nhục này anh gạt bỏ lời hứa với thư qua một bên lại tìm đến men rượu để giải sầu vẫn trên chiếc ghế đó cái bàn đó trong quán bar chẳng mấy chốc anh đã thu hết một chai rượu Chuẩn bị gọi sang chai thứ hai Quản lý thấy Kiên uống nhiều như vậy Thì vội đi tới cản Nhưng bị anh hất tay xô đuổi Trong lúc cậu bối rối Không biết tiếp theo phải làm gì Thì Huyền trùng hợp từ đâu đi tới Thấy anh đang say mềm ngồi ở ghế Trên tay vẫn cầm khư khư chai rượu Cô ra hiệu cho người quản lý rời đi Cô đi tới Ngồi xuống bên cạnh anh Bây giờ trông anh chẳng khác gì tên nát rượu hoàn toàn chẳng giống cái bộ dạng ngày thường mà cô vẫn thường thấy ở anh. Cô thấp giọng, nhỏ nhẹ nói với Kiên: "Anh Kiên, đừng có uống nữa, tôi thấy anh uống nãy giờ nhiều lắm rồi đấy." Cô cứ kệ tôi đi, lúc này chỉ có rượu mới khiến tôi quên đi những chuyện không vui thôi. Có chuyện gì buồn bực cứ nói tôi nghe, tôi sẵn sàng lắng nghe anh tâm sự. Bỏ đi, cô không hiểu được đâu." Nói rồi, Kiên tiếp tục ngửa cổ, nốc từng ngụm rượu lớn. Huyền cau mày đưa tay định giật chai rượu khi nào ngờ lại bị anh hất mạnh sang bên cạnh Không bỏ cuộc Cô một lần nữa sát vào người anh Cương quyết cầm lấy chai rượu Động tác ấy làm cho vòng một của cô cứ thế mà cọ vào tay anh Ở khoảng cách đó, cái va chạm đó Khiến cho trái tim kiên lại đập loạn nhịp đến mất kiểm soát Toàn thân anh xạo rực đến lạ Toàn bỡ cơ thể anh Giống như đã bị người phụ nữ quyến rũ trước mặt Bỏ bùa mê hoặc vậy nhưng anh vẫn chưa phải là đã hoàn toàn say không biết gì lý trí một lần nữa kéo anh trở về thực tại nên đã chủ động ngồi thẳng dậy đặt chai rượu lên bàn rồi ngập ngừng nói tôi bỏ chai rượu xuống rồi cô đừng ngồi sát tôi như vậy kẻo người khác thấy lại đến tai vợ tôi thì không hay đâu anh sợ cái gì chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi nếu cô ấy mà vì chuyện này cãi nhau với anh thì thật tệ quá kiên nghe vậy cũng chỉ gật gù cho qua Xong anh đứng dậy định đi về Nhưng vừa đi được mấy bước Đã loạn choạng không vững May cô Huyền chạy ra đỡ kịp Bằng không anh đã ngã sóng xoài trên nền đất Anh Kiên Để tôi dìu anh ra gọi taxi nhé Anh say quá rồi không tự đi được đâu Dứt lời Huyền vòng tay Kiên qua cổ mình Rồi chậm rãi từng bước đưa anh ra cửa Cô vẫy một chiếc taxi gần đó Rồi cùng tài xế dìu anh vào bên trong cô cũng ngồi xuống ghế ở bên cạnh sau đó nhờ tài xế trở đến một khách sạn gần đó sau một hồi chật vật cuối cùng huyền cũng dìu được kiên vào đến phòng khách sạn đẩy mạnh thân thể nặng nề toàn mùi rượu của anh xuống giường rồi cô nhếch môi cười cẩn thận khóa cửa vòng lại rồi cô cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ra để lộ bờ ngực trần cùng cơ bụng săn chắc huyền cũng nhanh chóng cởi dây áo của mình ra rồi nằm xuống bên cạnh tựa đầu và ngực kiên. Sau đó cô ta lấy điện thoại, chụp mấy tấm ảnh đủ các góc. Trong lúc cô ta đang ngồi xem lại chiến lợi phẩm, thì chợt kiên nửa tỉnh, nửa mê, đưa tay của quảng. Cô để điện thoại qua một bên, rồi lấy tay vườn qua vườn lại trên người anh một lúc. Trong cơn say, kiên đã lờ mờ nhìn cô thành thư, để rồi kết quả là họ đã có một đêm mặn nồng bên nhau. Cả đêm, Kiên không về thư cũng chẳng thấy anh có một cuộc gọi hay tin nhắn thông báo khiến cô vừa lo và giận cầm điện thoại lên thư gọi cho anh lúc này kiên vẫn đang ngủ bên cạnh huyền điện thoại trên bàn reo lên đánh thức anh mắt nhắm mắt mở anh với tay ra cầm điện thoại lên xem thấy vợ gọi kiên liền ngồi bật dậy như bị ma nhập rụi rụi mắt anh hốt hoảng lấy tay vuốt màn hình qua bên phải nghe máy tối qua anh đi đâu mà cả đêm không về thế cũng không nói với em tiếng nào anh xin lỗi tối qua anh tăng ca muộn nên ngủ quên trên bàn làm việc tối anh sẽ về bố có hỏi thì em lựa lời nói hộ anh nhé em biết rồi tối về nói chuyện với anh sau cúp máy kiên mới đưa tay lên say day hai bên thái dương vì cơn đau đầu ập đến khi này anh mới nhìn quanh một hồi mới biết bản thân đang ở trong khách sạn lại nhìn qua bên cạnh giật mình khi thấy huyền đang nằm ngay đó kiên lật chăn lên xem mới nhận ra mình không có lấy một mảnh vải che thân. Đang khi anh không biết tiếp theo phải làm gì, Huyền lờ mờ tỉnh giấc, trái ngược với anh thì cô ta lại rất bình tĩnh, nói khiến anh hơi bất ngờ. Anh dậy rồi à? Cô Huyền, tôi, hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì thế? Anh nói xem là chuyện gì? Tôi, tôi xin lỗi, do tôi say quá nên đã làm ra chuyện thất lễ với cô rồi. Huyền không hề trách kiên, mà còn chủ động ngồi sát lại gần, sau đó tựa đầu vào vai anh, thấp giọng nói, không cần xin lỗi, anh chẳng có lỗi gì cả, là do em tự nguyện muốn ở bên anh, nhưng, nhưng tôi đã có vợ rồi. Không sao cả, chỉ cần anh đồng ý, thì em sẵn sàng làm người tình trong bóng tối của anh, em không cần danh phận gì cả, chỉ cần anh ở bên cạnh em là được rồi. Thấy Kiên còn ngập ngừng, nên Huyền bạo dạn hôn anh. Ban đầu, anh còn cự tuyệt đẩy cô ra, nhưng ngay sau đó Vì không cưỡng lại được sự quyến rũ của cô Nên lập tức mềm lòng Chiếm thế chủ động Mạnh bảo trao cho cô nụ hôn thật sâu Hai người một lần nữa Cuốn với nhau trong một buổi sáng Không rời Rất lâu rồi Kiên mới lại có cảm giác thỏa mãn Khi làm chuyện dường chiếu như vậy Đối với một người có nhu cầu cao như anh Thì tất nhiên Thư sẽ không thể khiến anh hài lòng Nhưng Huyền thì khác Cô ta nóng bỏng và mạnh bạo từng động tác cử chỉ và ngay cả tiếng rên về thỏa mãn cũng làm anh đê mê ngây ngất cảm giác này anh chưa từng có với thư anh ngạc nhiên vì kỹ năng giường chiếu của hiền rất giỏi cảm giác ớn lạnh xuất hiện làm anh bỗng dùng mình một cái nhưng nó cũng nhanh chóng qua đi thay vào đó là cảm giác hừng hực như bị đốt cháy tấm thân sau khi những trận mây mưa kết thúc kiên nằm thêm một lúc rồi đứng dậy rời khỏi giường để vào phòng vệ sinh Huyền thì nằm đó, nhìn theo bóng lưng anh. Đôi môi của ta nhếch lên, cười một cách đắc ý. Ở bên trong, kiên thả lỏng cơ thể. Những dòng nước lạnh xối thẳng xuống đầu, khiến anh phần nào tỉnh táo hơn. Nhưng e rằng, giờ tất cả đã là quá muộn để quay đầu. Tắm rửa thay đổi xong, kiên ôm eo Huyền, tình tứ rời khỏi khách sạn. Nhưng chẳng may cho anh. Khi vừa ra đến cổng thì hành động thân mật đó của hai người lại vô tình bị duy nhìn thấy chỉ có điều người duy quan tâm không phải kiên mà lại là huyền nghi ngờ không biết người mình vừa nhìn thấy liệu có phải là huyền không nên anh cẩn thận chụp ảnh lại để nhìn khi nhìn kỹ chắc chắn đó là huyền thì duy thầm nghĩ huyền sao lại là em lần trở lại này rốt cuộc là em muốn làm gì đây duy tò mò như vậy rồi lắc đầu rời đi nói qua một chút về duy anh chính là hàng xóm từ tuổi nhỏ của Thư và hiện tại đang làm việc tại Sở Cảnh sát Thành phố với chức vụ đội trưởng đội điều tra số 2. Anh cũng biết kia là chồng của Thư. Nhưng hôm nay vì sao Kiên lại đi cùng Huyền thì anh không rõ Tối hôm đó Kiên trở về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra Anh chủ động xin lỗi Thư và mong muốn hai vợ chồng có thể làm hòa tính cô dễ giận và cũng dễ quên nên anh chỉ cần nói vài câu ngon ngọt là đã dễ dàng xoa dịu được tâm trạng của cô trong lúc anh đi tắm thì cô mang quần áo đi giặt không quên bỏ riêng mấy cái áo sơ mi trắng ra để giặt tay khi cầm cái áo sơ mi trắng của kiên lên thơm người được rõ mùi nước hoa rất lạ đoán là của phụ nữ trên ve áo cũng dính cả vết son đỏ Nhưng cô chẳng mảy may nghi ngờ Vì nghĩ đó chỉ là vô tình va quẹt với đối tác nữ Yêu nhau 2 năm và kết hôn 3 năm Sống với nhau vẫn rất hạnh phúc Ngoài chuyện cô không hài lòng với gia đình kiên gia Thì cô cũng không hề nghi ngờ anh điều gì Thư hoàn toàn tự tin bản thân Cô tự cho rằng mình hiểu kiên hơn bất kỳ ai Anh sẽ không bao giờ làm ra chuyện phản bội cuộc hôn nhân của cả hai Gần nửa năm sau đó kiên và huyền vẫn lén lút qua lại sau lưng thư mà chẳng cảm thấy có chút tội lỗi nào với vợ mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp cho đến một ngày nọ huyền đưa cho kiên một que thử thai hai vạch anh vui đến mức nhảy cẫng lên vì cuối cùng anh cũng được làm cha trước đây kiên luôn nghĩ sau khi lấy vợ chỉ cần hai vợ chồng sống với nhau vui vẻ là được còn chuyện con cái không quan trọng nhưng mấy năm nay dưới sức ép của mẹ chuyện con cái cứ đè nặng lên vai anh bây giờ biết bản thân sắp lên chức bố thì anh mới hiểu được cái cảm giác này hạnh phúc đến nhường nào nhưng niềm hạnh phúc đó lại nhanh chóng vụt tắt vì sự thật như một gáo nước lạnh trút xuống đầu anh vì ngay sau đó trái tim kiên đã trứng lại một nhịp vì anh nhận ra sự thật trước mắt mà anh cần phải đối diện ngồi trong xe mà tâm trạng anh rối bời không biết phải làm gì tiếp theo vì anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ ly hôn với thư không phải vì anh còn yêu hay cảm thấy có lỗi với cô Mà vì nếu bây giờ ly hôn Anh sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng Trong lúc đang không biết phải làm gì Thì điện thoại ở bên cạnh reo lên từng hồi chuông Kiên cầm máy lên Thấy màn hình hiển thị là bà Hồng gọi Chẳng cần đoán Cũng biết bà muốn nói chuyện gì Vút màn hình qua bên phải Anh bật loa ngoài Sau đó để sang bên cạnh Chưa để anh nói gì Thì đầu dây bên kia bà đã tuôn ra một chàng tiên Chuyện nhà cửa con tính sao rồi Mẹ với thằng Đạt đợi gần cả năm trời rồi Vẫn không thấy con nói gì cả là sao Con đừng có mà thất hứa Mẹ đã thông báo với họ hàng làng xóm cả rồi đấy Đừng có làm mẹ mất mặt Chuyện gia đình mình chứ đâu vào đâu Sao tự nhiên mẹ lại đi khoe khoang với người ngoài làm gì Con trai mẹ mua được nhà trên thành phố cho mẹ Thì mẹ tự hào đứa kể có gì sai Mà thôi dẹp chuyện đó quang sang một bên đi Con còn chưa trả lời câu hỏi của mẹ đấy Mẹ với thằng Đạt dọn đồ dần đi Cuối tháng này con sẽ đón hai người lên thế mới là con trai mẹ chứ Nói rồi bà Hồng hí hửng tắt máy Kiên mệt mỏi cục đầu lên vô lăng Với dòng suy nghĩ vô định Tới nước này rồi Thì anh đành phải dùng những biện pháp cuối cùng thôi Sáng hôm sau anh đến ngân hàng Lén rút hết toàn bộ số tiền Trong quỹ tiết kiệm của hai vợ chồng Để thanh toán tiền đặt cọc cho căn hộ mình sắp mua Tất nhiên để qua mặt vợ thì tối hôm trước anh cũng đã lén chỉnh sửa cài đặt trên điện thoại của Thư Nên không hô hề hay biết gì về chuyện này rút tiền xong xuôi, kiên tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra trong êm đẹp, nào ngờ lại có sự việc ngoài ý muốn xảy ra, làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Hôm đó, ông Hải có hẹn với ông Chính là bố của Duy ra sân gôn để bàn công việc. Ông Chính đang ở gần đó nên đã tới trước đợi sẵn. Ông Hải đến sau, lái xe vào bãi rồi lấy dụng cụ từ cốp xe ra, chuẩn bị vào sân. Nào ngờ, nhìn qua bên đường lại thấy Kiên đang cùng Huyền tình tứ đi vào trung tâm thương mại dường như ông hải không tin vào mắt mình nhưng để chắc chắn thì ông vẫn đích thân kiểm chứng ông đi theo hai người vào bên trong may mắn là không bị mất xấu ở khoảng cách gần thế này thì ông nhận ra người đàn ông đó chính là kiên con rể của ông chẳng lệch đi đâu được hình ảnh con rể hiền lành mẫu mực trong mắt ông lập tức sụp đổ ông hải cẩn thận chụp lại mấy tấm ảnh làm bằng chứng sau đó thất vọng rời đi trong khi anh vẫn vui vẻ đi mua sắm cùng Huyền mà không hề hay biết sự xuất hiện của bố vợ lúc nãy. Ông Hải với vẻ mặt đầy tâm trạng đi vào sân gôn. Ông chính vừa đánh xong một quả, quay sang thấy ông Hải liền bỏ gậy sang một bên cạnh rồi đi tới vỗ vai ông bạn hỏi Vừa thấy ma hay sao? Mặt mày sắm xịt thế. Còn hơn cả thế ma, tôi vừa thấy thằng Kiên cùng với người phụ nữ nào đó tỉnh tứ đi vào trung tâm thương mại ở phía đối diện. Ông nói chuyện này tôi mới nhớ, thời gian trước có lần thằng duy nó kể với tôi là thấy thằng kiên cùng với người phụ nữ tên huyền gì đó tình tứ bước ra khỏi khách sạn đấy có khi chính là người mà ông vừa thấy cũng nên vậy sao ông chẳng nói với tôi tiếng nào chuyện không bằng công chứng thì sao tôi dám nói với ông được lỡ như thằng duy nhìn nhầm thì chẳng hóa lại đổ oan cho thằng kiên hay sao nói thế chứ kể ra thì cũng khó mà tin được thằng kiên nó lại làm ra chuyện này tôi sẽ cho người điều tra cho ra lẽ nếu thật sự thằng Thiên phản bội cái thư Thì ông già này nhất định sẽ không để yên cho nó đâu Nói là làm Ông Hải ngay lập tức liên hệ với một thám tử tư Để theo dõi hành tung của Kiên 24 trên 24 Sau đó báo lại đầy đủ Chỉ chưa đầy một tuần Ông đã nắm trong tay đầy đủ bằng chứng ngoại tình của cậu con rể. Có điều, do ba năm cùng sống chung dưới một mái nhà, nên ít nhiều ông Hải cũng hiểu tính tình của Kiên. Nghĩ đi nghĩ lại, Ông thấy vẫn nên cho anh một cơ hội để thừa nhận sai lầm, nếu chỉ là một phút bốc đồng thì ông sẵn sàng giúp anh chuộc lỗi, dẫu sao thì cuộc hôn nhân của thư vẫn là thứ ông đặt lên hàng đầu. Mấy ngày sau, không ít lần ông Hải nói ca ẩn ý, lẫn thẳng thắn về chuyện này với hy vọng anh sẽ chủ động thú nhận mọi chuyện với ông, nhưng Kiên đều không có phản ứng gì đặc biệt có lẽ là anh thật sự không hiểu ý của ông hoặc anh không muốn thừa nhận sai lầm của mình cũng dễ hiểu vì không phải ai cũng đủ can đảm để thừa nhận chuyện ngoại tình của mình nhất lại là trong tình huống con rể với bố vợ như thế dù vậy ông hải vẫn muốn cho kiên một cơ hội cuối cùng trưa hôm đó ông chủ động hẹn anh ra ngoài dùng bữa với lý do hai bố con lâu rồi không đi ăn riêng lúc anh ra đến điểm hẹn thì đã thấy ông ngồi đó đợi sẵn với một bàn đồ ăn được bày ra thịnh soạn. Con đến giả, à? ngồi xuống đi, bố đã gọi sẵn mấy món con thích rồi đấy. Ăn thử xem có hợp khẩu vị không." Kiên ngồi xuống ghế, đối diện với ông Hải rồi cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò vào miệng. Nhìn biểu cảm cũng có thể đoán được là anh đang rất hài lòng với món ăn này. "Quán này làm đồ ăn ngon thật đấy bố ạ. À. Khi nào có thời gian, con phải dẫn thư qua đây ăn mới được." không cần quán này cái thư có lạ gì đâu vì con bé ăn ở đây từ nhỏ đến lớn mà. Ơ ừ vậy ạ, à? thư chưa từng dẫn con tới đây nên con không biết. ông hải trầm ngâm vài giây rồi cầm đũa gắp đồ ăn. món ăn ở đây quả thực rất ngon. ông cũng đã quen thuộc với quán ăn này. nó chính là quán ăn của mẹ duy mở. dù gia đình chẳng thiếu thốn cái gì nhưng bà ở không buồn tay buồn chân nên mở quán ăn kinh doanh để thỏa mãn đam mê nấu nướng. Sở dĩ thư chưa từng dẫn Kiên đến đây, vì Kiên không hề thích Duy, có lẽ vì thấy Duy thân thiết với thư nên anh ta không thích. Trong khi Kiên đang ăn rất ngon lành thì ông Hải lại ngồi trầm tư quan sát anh. Phải mất một lúc anh mới nhận ra sự khác thường của ông. Sao bố không ăn mà cứ ngồi nhìn con thế? Hay bố thấy trong người không khỏe chỗ nào à? Bố ổn. Hôm nay bố hẹn con ra đây là vì bố có chuyện cần trao đổi. Bố cứ nói với con đi ạ. À, con nghe. Nhấp một ngụm nước lọc, rồi ông Hải lên tiếng Bố con mình chung sống với nhau 3 năm Dưới cùng một mái nhà Nên chắc con ít nhiều cũng hiểu tính bố đúng không Bố ghét nhất là người hay nói dối Càng ghét người đã được cho cơ hội Lại không biết nắm bắt Nghe ông Hải nói như vậy Kiên hơi sững người Anh đặt đôi đũa kề lên miệng bát Cố tỏ ra bình tĩnh nói Bố nói gì con không hiểu Cái gì mà nói dối Cái gì mà không biết nắm bắt cơ hội Thế mà bố lại nghĩ con hiểu hết ấy. Kiên con có đang xấu bố chuyện gì không kiên thừa hiểu một khi ông hải hỏi nghiêm túc như vậy đồng nghĩa với việc ông đã biết được chuyện gì đó siết chặt bàn tay đang để lên đùi anh ngập ngừng nói con con đã qua lại với người phụ nữ khác sau lưng thư con xin lỗi bố bố cho con nhiều cơ hội như vậy không phải vì bố tiếc một cậu con rể mà bố tiếc cho cuộc hôn nhân 3 năm của cái thư con xin bố bố đừng nói chuyện này với thư được không ạ con hứa sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này Sẽ ngay lập tức cắt đứt với cô ta Nếu bố định nói với cái thư Thì sẽ không hẹn con ra ngoài nói chuyện rồi Những lời con nói hôm nay Bố mong con sẽ thực hiện được Chỉ cần là người dám làm tổn thương con bé Thì đều không có kết cục tốt Con biết đấy Phía sau lưng con bé không chỉ có mình bố đâu Thôi con cứ từ từ ăn đi Bố có việc phải đi rồi Dứt lời Ông Hải đứng dậy xài bước rời đi Âm sắc của ông nhẹ nhưng lời nói lại có sức nặng rất lớn, vừa là nhắc nhở lại cũng là cảnh cáo răn đe, làm cho Kiên ngồi nghe mà không dám thở mạnh vì anh chưa từng thấy bộ mặt này của ông nên có chút hơi rùng mình, người anh lạnh toát, mồ hôi hột vã ra trên trán. Những lời ông Hải nói quả thực ít nhiều đã tác động đến Kiên, nhưng là tác động theo hướng mà chẳng ai ngờ tới, thay vì chấm dứt với Huyền thì anh lại đẩy nhanh tiến độ mua nhà, dường như anh đã tính toán từ trước và có kế hoạch để chọn vẹn đôi bên. Tất nhiên, anh sẽ không ly hôn thư mà cũng không bỏ rơi đứa con còn chưa ra đời của mình nên có lẽ đó là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Anh sẽ giả vờ. Cắt đứt với Huyền, ông Hải với tin tưởng kiên nên không cho thám tử tư theo dõi nữa. Về phía kiên, từ sau ngày hôm đó, anh cũng về nhà sớm hơn và hạn chế những cuộc vui ở bên ngoài để lấy lại hình tượng chàng rể quý trong mắt bố vợ. Biểu hiện trong thời gian gần đây của Kiên khiến ông Hải rất hài lòng Suy cho cùng đều là đàn ông nên ông hiểu đôi khi khó mà tránh được những cám dỗ bên ngoài Vậy nhưng ông nào cũng ngờ được anh từ lâu đã không còn là cậu con rể tốt bụng khi xưa nữa Một tuần sau Thư có chuyến công tác một tuần ở tỉnh. Cùng thời gian đó, ông Hải cũng có chuyến du lịch vài ngày cùng với hội bạn già. Chớp lấy thời cơ này, Kiên thoải mái qua lại với Huyền mà không hề hay biết ông Hải về sớm hơn dự kiến vì có việc đột xuất cần giải quyết. Trong lúc đang đợi đèn đỏ, ông Hải nhìn qua bên đường lại vô tình thấy Kiên cùng Huyền bước ra từ phòng khám thai tư nhân. Ông Hải đập mạnh tay vào vô lăng rồi mở cửa xe xuống, sau đó lập tức chạy qua bên đường, quá mất bình tĩnh nên ông vung nắm đấm vào mặt Kiên, khiến anh bất ngờ ngã nhào xuống đất. Đứng ở bên cạnh, Huyền vô cùng lo lắng, cô ta cúi xuống kiểm tra tình hình của Kiên, sau đó lớn giọng quát, "Ông già này, ông làm cái trò gì đấy? Sao lại giữa đường giữa xá đánh chồng tôi như thế?" Cô hỏi thẳng khốn để xem, "Tôi là ai?" Kiên khi này mới lấy lại bình tĩnh, gắng gượng đứng dậy, anh đưa tay quệt đi vệt máu trên khóe miệng sau đó quay sang nhìn mới nhận ra ông hải cả người toàn sát khí đang đứng đó chợt sắc mặt anh trở nên trắng bệch huyền dường như chẳng mấy quan tâm cao giọng hỏi tiếp anh kiên ông già này là ai thế kiên không trả lời câu hỏi của huyền mà hướng ánh mắt về phía ông hải giọng ấp úng nói không liền mạch bố sao bố lại ở đây không phải bố đi chơi cùng mấy chú sao ạ nếu không phải tôi về đột xuất thì sao mà thấy được cảnh chàng rể quý hóa vẫn lén lút ngoại tình sau lưng con gái tôi chứ chuyện không phải như bố nghĩ đâu ạ à. đây đây chỉ là đồng nghiệp của con thôi giữa con và cô ấy không có chuyện gì cả cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba hay sao mà dùng mấy lời này để giải thích cô ta gọi cậu là chồng mà cậu lại nói chỉ là đồng nghiệp nực cười thật đấy cậu đang diễn hài đấy à tôi đúng là quá sai lầm khi chọn tin tưởng cậu một lần nữa để rồi cậu coi gia đình tôi như một trò hề đột nhiên kiên quỳ xuống dưới chân ông hải trước sự bất ngờ của huyền thật không ngờ anh lại làm đến tận bước này sự khinh thường của ông hải đã lên đến tột độ nên đến cả nhìn anh ông cũng cảm thấy ghê tởm nên mặc cho kiên van xin đủ đường bố con xin lỗi con biết lỗi của con rồi con xin bố đừng nói chuyện này với thư con không muốn ly hôn với cô ấy đâu con vẫn còn yêu vợ con lắm bố ơi huyền đứng ở bên cạnh nghe những lời kiên nói thì tức đến bốc hỏa một đường bỏ lên chiếc taxi gần đó rời đi. Ông Hải từ đầu đến cuối, gương mặt vẫn không có chút biểu cảm, đanh giọng đáp lại lời van xin của con rể. "Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội, nhưng cậu đều bỏ qua, vậy nên kết cục hôm nay là do cậu tự mình chuốc lấy. Nếu tôi còn che giấu chuyện này với cái thư thì chẳng khác nào tiếp tay cho cậu làm tổn thương con gái tôi. Liệu hôn, thì về nhà thu dọn hết đồ đạc của cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu cậu hợp tác thì trong điều kiện ly hôn sẽ được một khoản bằng không sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng dứt lời ông hải lên xe bỏ đi kiên nào có cam tâm dễ dàng chấp nhận như vậy vì nếu ly hôn với thư thì anh sẽ là người thiệt thòi nhất suy cho cùng thư vẫn chưa biết chuyện nên vẫn còn cứu vãn được nghĩ như vậy nên ngay lập tức anh lên xe đuổi theo bố vợ ngoài trời lúc này đang tối sầm lại như báo hiệu sắp có một cơn mưa bão kéo đến phải mất một lúc lâu sau ông hải mới nhận ra kiên đang đuổi theo phía sau mình tự nhiên ông có linh cảm chẳng lành nên tăng tốc để cắt đuôi dù đã có tuổi nhưng động tác của ông vẫn rất nhanh nhẹn không khác thời trẻ là mấy ở phía sau anh cũng tăng tốc để không mất dấu kiên đã hoàn toàn mất đi lý trí lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ làm sao để ông hải có thể mãi mãi im lặng trên trời đổ xuống một cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp đùng đùng liên hồi cả hai rượt đuổi nhau đến một đoạn đường vắng từ bên đường có một con chó chạy ngang qua, nhưng vì mưa lớn nên bị che khuất tầm nhìn. Vừa mới nhận ra, ông chỉ kịp phản ứng xoay vô lăng về phía bên trái. Do đường mưa trơn nên kết quả cú đâm đó, đầu xe ông Hải tông vào cột điện bên đường, chiếc xe bật ra lộn một vòng rồi dừng lại. Ở phía sau, Thiên nhanh chóng phanh gấp khi nhìn thấy xe của ông Hải gặp tai nạn. Anh thở gấp, sau đó quay xe rời đi vì sợ sẽ bị người khác phát hiện. Khoảng 15 phút sau, có một người đàn ông chạy xe ôm đi qua, phát hiện ra ông Hải đang ngồi bất tỉnh trong xe với vùng đầu toàn máu mới vội vàng gọi cấp cứu và cảnh sát. Ông Hải được đưa vào bệnh viện với tình trạng vùng đầu chảy rất nhiều máu. Ngoài ra trên ngực cũng có vết máu bầm do va đập mạnh. Ở trong khách sạn lúc này, Thư đang tranh thủ sửa lại hợp đồng để ngày mai ký với các đối tác. Thì điện thoại ở bên cạnh reo lên từng hồi chuông cô đưa mắt nhìn máy tính còn tay thì vuốt màn hình sang ngang rồi đưa lên tay nghe alo linh à nếu không có chuyện gì gấp thì gọi lại tao sau nhé tao đang dở chút việc thư ơi mày đang ở đâu thế chú hải đang cấp cứu ở trong bệnh viện đấy mày mau vào đi nghe vậy thư lập tức đứng phát dậy lo lắng hỏi lại mày nói bố tao bố tao làm sao cơ chú hải vừa được đẩy vào phòng cấp cứu tao cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa tao về ngay tao về ngay tắt máy Thư vội vàng cầm theo áo khoác, chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi gần đó để quay trở về thành phố. Cô chỉ kịp nhắn một tin với cấp trên rồi tức tốc trở về, đến đồ đạc cũng không kịp thu dọn mà để lại như đồng nghiệp mang về sau. Trên đường đi, thư liên tục gọi cho Kiên nhưng anh đã tắt máy từ bao giờ. Cô sốt ruột siết chặt lấy điện thoại trên tay, như thể muốn bóp nát nó ngay lập tức. Sau 2 tiếng ngồi xe, cuối cùng thư cũng đến được bệnh viện cô vội vã mở cửa xe chạy thẳng vào trong bệnh viện theo lời chỉ dẫn của y tá cô nhanh chóng tìm được phòng cấp cứu thấy linh đang mặc áo bồ lưu trắng ngồi ở băng ghế bên cạnh cô liền chạy tới vừa thở vừa hỏi linh bố tao sao rồi bác sĩ có nói gì không mày bình tĩnh ngồi trên ghế thì đã bác sĩ trưởng khoa vẫn đang cấp cứu nên ta cũng không rõ tình hình trong đó thế nào nữa nói rồi linh dìu thư ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh Thư mệt mỏi, tựa đầu vào vai Linh, khóc nấc lên từng tiếng. Nhìn Thư như vậy, Linh không khỏi thấy đau xót, nhưng lại chẳng biết phải an ủi cô bạn thế nào. Hai người là bạn thân với nhau từ thuở nhỏ, những biến cố trong cuộc đời của Thư, từng chuyện một đều được Linh tận mắt chứng kiến. Bố mẹ Thư ly hôn khi cô mới lên lớp 5, sau đó một năm thì mẹ cô tái hôn, bố cô lại chọn ở một mình gả trống nuôi con cho đến khoảng 2 năm trước. Mẹ cô mất do bạo bệnh Điều này ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô Dù đã lâu rồi hai người không liên lạc Nhưng dẫu sao bà cũng là người sinh thành ra cô Nên với Thư đó vẫn coi như là một sự mất mát rất lớn Mất một thời gian dài sau cái chết của mẹ Thư mới có thể vượt qua nỗi buồn để tiếp tục học tập Cho đến tận bây giờ cô vẫn đau đáu rằng Năm đó không có cơ hội gặp bà lần cuối Nên bây giờ cô sợ nếu chuyện xấu nhất xảy ra Bố cô, nếu không qua khỏi thì chẳng biết cô sẽ phải sống tiếp thế nào đây." Khoảng 30 phút sau, đèn phòng cấp cứu tắt phụt, đồng thời cửa đã mở ra, vị bác sĩ lớn tuổi bước ra cùng một cô y tá. Vừa thấy họ, cả hai liền chạy tới với vẻ mặt đầy sự lo lắng đến mức nói không liền mạch. "Bác sĩ, bố tôi sao rồi?" "Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều do va đập mạnh vùng đầu." nên bị chấn thương sọ não, tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng vẫn phải làm thêm một cuộc phẫu thuật nữa vào tuần sau, khi các chỉ số của ông ấy đã ổn định, chi phí tạm thời ước tính khoảng 400 triệu. Tôi nói trước vậy để gia đình có thời gian chuẩn bị. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vừa rời đi một được vài phút, thì Duy Mặc trên người bộ quân phục công an cùng hai người đồng nghiệp khác ở phía sau, cùng tiến tới chỗ của Thư và Linh đang đứng, Duy hơi cau mày khi thấy bộ dạng nhếch nhác của Thư anh duy sang lại tới đây tình hình chú hải sao rồi bác sĩ nói bố em tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải làm thêm một cuộc phẫu thuật nữa thì mới chắc chắn được mà anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đấy à anh cùng đồng nghiệp đến để trao đổi với em về vụ tai nạn của chú hải theo điều tra có lẽ do trời mưa bị chắn tầm nhìn nên chú ấy mới mất lái đâm một cột điện bên đường xung quanh đó cũng không còn ai khác nên chỉ là vụ tai nạn đơn thuần thôi thư hơi ngạc nhiên khi nghe Duy nói như vậy Liền lập tức hỏi lại Khoan đã Nhưng mà sao bố em lại ở đây để xảy ra tai nạn Đáng lẽ bây giờ ông ấy phải cùng mấy chú nữa chứ nhỉ Bố anh nói Chú Hải có công việc đột xuất ở công ty Nên phải về trước Chỉ là trùng hợp thôi em đừng lo lắng quá Anh nói vậy thì em yên tâm rồi Cùng lúc đó Có hai cô y tá đẩy giường bệnh của ông Hải đi ra Thư thấy vậy vội tạm biệt Duy Sau đó đi theo về phòng hồi sức đặc biệt Linh ở bên cạnh vừa nhìn Duy đã nhận thấy có cái gì đó không đúng nên đợi khi Thư đi xa mới quay sang hỏi Anh Duy, vụ của chú Hải thật sự chỉ là tai nạn bình thường à? Đúng là không có gì quá mắt được em Vụ này bọn anh vẫn đang điều tra Nhưng quả đúng không chỉ là vụ tai nạn đơn thuần Tiết lộ cho em một chút có được không? Thời gian này giúp anh để mắt tới Thư Cô ấy đang mất điểm tựa nên cần có người bên cạnh Vụ của ông Hải nếu nhìn qua thì ai cũng nghĩ chỉ đơn thuần là vụ tai nạn bình thường. Nhưng qua đôi mắt quan sát của cảnh sát, họ đã nhìn ra được có rất nhiều hơn một người ở hiện trường lúc xảy ra tai nạn. Trời mưa lớn như vậy, tất nhiên dù có bằng chứng thì cũng đã bị trôi sạch. Nhưng rất may mắn là trên mặt đường vẫn còn sót lại vết mờ của vệt bánh xe phanh gấp. Ngay khi có phát hiện, Duy đã yêu cầu mấy người đồng nghiệp che chắn lại đoạn đường đó, nên sáng hôm sau, trời quang mây tạnh vẫn có thể thu được mẫu đất và mẫu bánh xe tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể hy vọng sẽ tìm ra được điều gì đó. Xung quanh không có camera đường phố, còn camera hành trình trên xe của ông Hải đã bị hư hỏng nặng, nên trong thời gian đợi sửa chữa, Duy chỉ đành lân la hỏi mấy nhà dân ở gần đó để tìm thêm manh mối. Đi cả một buổi sáng, cuối cùng cũng thấy một căn nhà gần đó có gắn camera, lại chỉ ra đúng hướng nơi xảy ra tai nạn. Không chần chừ, Duy lập tức bấm chuông rồi một lúc sau, chủ nhà chạy ra mở cửa anh xuất trình thẻ cảnh sát, sau đó yêu cầu được xem camera. Không nằm ngoài dự đoán, quả đúng là còn có một chiếc ô tô khác dừng đỗ cách xe của ông Hải khoảng 30 mét. Có điều do trời tối lại mưa lớn nên anh không thể nhìn rõ biển số nên yêu cầu thu giữ thẻ nhớ để về sở để điều tra thêm. Cả đêm không gọi được, John Kiên khiến cho Thư rất lo lắng, xen lẫn cả sự tức giận. Sáng hôm sau, cô nhờ Linh trông chừng ông Hải còn bản thân bắt taxi về nhà. Lên phòng ngủ, cô thấy anh đang nằm co ro ở trên giường, liền đi tới xem. Cả người anh nóng hổi, cô đoán lại tắm nước lạnh nên mới ốm như vậy. Anh sao rồi? Uống thuốc hạ sốt chưa? Anh không tìm thấy thuốc ở đâu cả. Chán anh thật đấy. Được rồi, anh nằm đó, để em đi nấu cho anh ít cháo ăn rồi uống thuốc luôn. Nói rồi, thư đứng dậy rời đi, kiên ló mặt từ trong chăn, nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa mà trong lòng tự nhủ, xem ra sự hy sinh này cũng không vô ích không khó để đoán điều này đã nằm cả trong kế hoạch của anh. Vừa để hợp lý hóa việc tắt điện thoại, vừa tránh bị nghi ngờ về vụ tai nạn của ông Hải. Khoảng 30 phút sau, Thư bưng lên phòng một bát cháo nóng hổi cùng một vỉ thuốc ở bên cạnh. Trong lúc ngồi ăn, kiên cố tỏ ra tự nhiên hỏi, mà sao em về gấp thế? Chuyến công tác của em còn mấy ngày nữa cơ mà. Bố bị tai nạn nên em về gấp. Giờ bố sao rồi? Để chút nữa anh cùng em vào bệnh viện với bố nhé. Bác sĩ nói tạm thời bố đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần làm thêm một cuộc phẫu thuật nữa. Vậy thì tốt rồi, bố phước lớn mạng lớn nên phẫu thuật sẽ suôn sẻ thôi. À, em có chuyện này muốn bàn với anh. Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật của bố sẽ tốn khoảng 400 triệu mà tài khoản tiết kiệm của em lại không đủ nên em tính sẽ rút ra một ít từ tài khoản chung của vợ chồng mình ra dùng tạm, anh thấy có được không? Tài khoản của bố em không rút được Thư nhắc đến khoản tiền tiết kiệm Khiến cho Kiên nhất thời không biết đáp lại thế nào Im lặng một hồi Cuối cùng anh vui vẻ nói Được chứ, phẫu thuật của bố phải được ưu tiên lên hàng đầu Cảm ơn chồng đã hiểu cho em Thôi anh ăn tiếp đi Giờ em phải đến ngân hàng làm thủ tục không muộn mất Khoan đã, em quên là cuối tuần Ngân hàng không làm việc à Để sang tuần anh sẽ lái xe để em qua đó Bây giờ thì còn chuyện quan trọng hơn cần em lo đây Chuyện gì? Ngày mai mẹ với thằng Đạt lên thành phố thăm bà con Nên tiện muốn qua nhà mình ăn bữa cơm Em đi chợ sớm làm mấy món ngon ngon nhé Em biết rồi giờ để anh nghỉ ngơi đi Nói rồi Thư đứng dậy cầm bát rời đi Kiên thở phào nhẹ nhõm Tạm thời vẫn chưa bị phát hiện Biết không thể giấu lâu hơn nữa Nhưng được khi nào hay khi đó Dù sao bây giờ tiền cũng đã rút Nhà cũng đã mua Nên bây giờ cô cô phát hiện Thì mọi chuyện cũng vào thế đã buộc Rồi cô phải chấp nhận thôi trong bệnh viện, ông Hải đã có Linh coi ngó nên Thư cũng yên tâm phần nào để tiếp tục lo công việc ở nhà. Sáng hôm sau, Thư cố tỉnh dậy sớm, đi chợ, mua ít đồ và chuẩn bị một bản anh thịnh soạn, chiêu đãi bà Hồng và Đạt. Dù cô và gia đình chồng không mấy hợp nhau, nhưng phận làm con dâu, cô vẫn phải chu toàn mọi việc. Nấu xong, Thư bày từng đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn. Cùng lúc đó, Kiên vừa hay đón bà Hồng và Đạt về tới nơi. Vừa vào nhà, Đạt đã đi xung quanh ngắm nghía, miệng không ngừng cảm thán. Nhà chị dâu đẹp thật đấy, đúng là đại gia thành phố có khác. Nhà giàu thế này, mà anh kiên có mấy đồng bạc lẻ, cũng tiếc với thằng em ruột này. Đạt, con buốt lời đi. Đẹp mấy thì mình cũng đâu có phần ở đây mà cứ nói mãi. Dạ, con mời mẹ, anh và em ra ăn cơm ạ. À? Cả nhà bốn người, ngồi xuống bàn ăn, đã được bày ra sẵn. Bà Hồng động thế món nào cũng chê, còn Đạt thì ngược lại, ăn lấy ăn để, cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy vì quá hiểu tính họ nên thư cũng chẳng mấy quan tâm mà chỉ tập trung ăn cả bữa cơm cũng chẳng nói mấy câu chợt điện thoại ở bên cạnh đổ chuông nên cô mở máy lên xem chính là người quen làm ở ngân hàng mà cô nhờ làm thủ tục rút tiền nhanh gọi tới con xin với mẹ con đi nghe điện thoại ạ nói rồi thư cầm điện thoại đi ra ngoài phòng khách vuốt màn hình qua bên phải rồi cứ đưa lên tai nghe anh hòa em nghe đây ạ thư à Tài khoản mà em đưa cho anh Bây giờ chỉ còn 10 triệu thôi Không đủ số dư để rút 10 triệu? Có nhầm lẫn gì không ạ? À? Anh kiểm tra lại giúp em với Chắc chắn không sai Anh đã kiểm tra 3 lần rồi Chính xác là 4 tỷ Đã được rút ra cách đây 2 tuần Thư không nói gì nữa Sắc mặt cô trượt tối sầm lại Tắt máy Cô đứng không vững Mà loạn choạng ngồi sụp xuống thế Ánh mắt nhìn vô định về phía tường Kiên thấy cô đi lâu mãi không quay lại Nên đứng dậy đi vào phòng khách kiểm tra thấy mặt mày có tái mét anh vội ngồi xuống bên cạnh hỏi han em có chuyện gì thế bệnh viện gọi báo tình hình của bố à không phải bệnh viện mà là ngân hàng họ gọi tới thông báo số dư tài khoản cho con vài triệu nên không đủ để rút ngân hàng sao lại em nhờ người quen làm thủ tục để tránh mất thời gian nào ngờ bây giờ chắc còn mất thời gian hơn rồi anh có gì để giải thích với em không anh anh nói mỗi câu anh rút tiền để mua nhà cho mẹ và em trai anh mà cũng khó đến vậy à thư buồn bã hỏi kiên cúi đầu không dám đối mặt với thư trước giờ chuyện gì cô cũng đều có thể nhượng bộ anh chỉ trừ chuyện này anh kiên chúng ta đã bàn bạc chuyện này rồi mà sao anh lại tự ý quyết định như vậy lời nói của em không có chút trọng lượng nào với anh đúng không vợ à anh không có ý đó không có ý đó Em thật sự quá thất vọng với anh Có mơ Em cũng không ngờ được anh lại làm như vậy với em đấy Bây giờ anh nói xem Em lấy tiền đâu ra để chi trả phẫu thuật cho bố đây Tiền phẫu thuật của bố Cứ để anh lo liệu Anh nói sao nghe dễ quá 400 triệu không phải là con số nhỏ Nếu anh giỏi như vậy Thì sao không tự lấy tiền túi đi Mà phải động vào tài khoản chung của cả hai làm gì Chợt bà Hồng Từ đâu đi vào lớn giọng quát ở đâu lại có loại phụ nữ dám lớn tiếng với chồng như vậy cơ chứ Con trai tôi mua nhà cho tôi mà cũng cần phải có sự cho phép của cô à Giữa vợ và mẹ thì tất nhiên nó phải ưu tiên mẹ hơn rồi Có gì mà cô phải dãy nảy lên thế Đây là việc riêng của vợ chồng con Nên con mong mẹ đừng có xen vào ạ Cô ăn nói với mẹ chồng thế mà nghe được à Kiên, con liệu mà dạy lại vợ con đi Hỗn láo, không biết trên dưới gì cả Thư, em mau xin lỗi mẹ đi Việc này cũng chẳng có gì to tát đến mức em phải lớn tiếng như vậy Nãy giờ anh nhịn em không có nghĩa là anh sai đâu Đó cũng là tiền của anh Nên anh hoàn toàn có quyền quyết định Cả mấy tỷ bạc Mà anh nói không to tát à Chuyện tiền nong đối với anh giờ lại dễ dàng quá nhỉ Em nói đủ chưa Đây là anh đang phụng dưỡng mẹ thôi Trước sau gì cũng mua Thì bây giờ hay sau này có khác gì nhau Mà em cứ phải chuyện bé xé ra to thế Nghe mấy lời Kiên nói Mà Thư chỉ thấy buồn cười cô tự buồn cười chính bản thân mình tại sao lại yêu một người đàn ông như vậy hít một hơi thật sâu rồi cô bình tĩnh nói nếu mẹ và chú đạt ăn xong rồi thì để anh kiên đưa hai người về nghỉ ngơi cô định đuổi mẹ chồng cô đấy à con không có ý đó chỉ là con sợ hai người mệt thôi ạ à? thôi con dâu đuổi rồi thì để hai mẹ con tôi về vậy dứt lời bà hồng quay người đi ra ngoài kiên định tới gần thư nhưng cô chỉ lạnh nhạt nói anh mau đưa mẹ với em trai anh về nhà đi Em còn phải dọn dẹp rồi vào viện với bố nữa Ừ, tối về anh sẽ nói chuyện với em sau Sau khi Kiên rời đi cùng với bà Hồng và Đạt Thì Thư mới trở ra ngoài dọn dẹp Sau đó thay đồ đi vào trong bệnh viện với ông Hải Đẩy cửa vào Cô hơi bất ngờ khi thấy Duy đã ngồi bên trong tự bao giờ Vừa thấy cô, anh liền đóng laptop xuống Như sợ cô phát hiện điều gì đó Anh Duy, anh đến khi nào thế? Mới được một lúc thôi Hôm nay anh được nghỉ nên ghé qua thăm chú một lúc Thư gật gù, sau đó đi vào nhà vệ sinh, giặt ướt một cái khăn mặt, xong cô đem ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh cẩn thận lau của bàn tay của ông Hải. Cùng lúc đó, Linh từ bên ngoài đi vào phòng, vừa thấy thư ngồi đó, Linh liền nói: "Ơ, thư mày cũng ở đây à? Tao tưởng hôm nay mày ở nhà đón tiếp mẹ chồng với em chồng lên chơi cơ mà. Họ về rồi, nên tao vào đây luôn." À nãy bác trưởng khoa nhờ tao chuyển lời với mày Là đến hạn đóng tiền phẫu thuật rồi đấy Nếu không thanh toán Thì sẽ bị hủy lịch phẫu thuật đấy Nhắc đến tiền phẫu thuật Trợt thư hơi biến sắc Linh nhanh chóng nhìn ra sự khác lạ của cô bản thân Nên hỏi lại Sao thế? Có chuyện gì à? Tạm thời Bây giờ tao chưa đủ tiền phẫu thuật Tiền tiết kiệm của tao không đủ Bây giờ tao cũng chẳng biết làm sao cả Bây giờ mày có bao nhiêu? Số còn lại để tao xem nếu đủ Thì tao sẽ bù nốt cho Duy im lặng ngồi ở sofa nghe hết câu chuyện từ đầu tới cuối. Chợt anh đứng dậy đưa một cái thẻ tín dụng tới trước mặt Thư, giọng không cao không thấp nói: "Em cầm thẻ của anh để trả tiền phẫu thuật cho chú Hải đi, nếu thiếu thì cứ nói với anh. Anh cầm lại đi, em tự lo được mà. Số tiền này chẳng là gì so với mối quan hệ của chúng ta. Tiền của anh để đó cũng không tiêu đến, chi bằng cho em mượn." Khéo sau này còn có thể thu thêm lãi Nếu hôm nay đổi lại Người cần tiền là anh thì chắc chắn em cô sẽ làm như vậy thôi, đúng không? Nghe Duy nói như vậy, Thư hết cách, chỉ đành nhận lấy cái thẻ, sau đó đem đi đóng tiền phẫu thuật cho ông Hải. Duy ở lại với ông Hải thêm một lúc, rồi anh chở Thư về nhà. Sau đó anh quay về sở cảnh sát, vì còn chút việc cần giải quyết. Thư bước vào bên trong, căn nhà giờ chẳng còn chút sinh khí nào. Cô mệt mỏi lên phòng lấy ít đồ dùng cá nhân cần thiết Cùng với mấy độ quần áo bỏ vào trong túi Cùng lúc đó Kiên trở về thấy cô như vậy nên đi tới hỏi Em đang làm gì thế? Mấy ngày tới em sẽ vào viện ở với bố cho đến khi ca phẫu thuật thành công Thế còn nhà cửa thì em tính thế nào? Cứ khóa cửa để đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu Mấy ngày này chắc anh cũng bận rộn sắm sửa cho nhà mới Nên đâu có về đây Kiên vò đầu quay người đi chỗ khác Thư cũng chẳng mấy quan tâm Mà tiếp tục dọn đồ Chợt anh thấp giọng nói Tiền phẫu thuật của bố Anh sẽ sớm có đủ Không cần em đã đóng tiền rồi Em lấy tiền ở đâu để đóng Anh Duy cho em mượn Khi nào có thì trả sau Lại thằng Duy à Nghe thấy tên Duy Khiến Kiên hơi mất bình tĩnh Nên nói lớn Thư cau mày Bỏ cái áo đang cầm trên tay xuống Gần giọng nói Anh nói chuyện kiểu gì thế Mở miệng ra là thằng này thằng kia Chút lịch sự tối thiểu cũng không có anh đã nói tiền để anh lo rồi em trả lại tiền cho hắn đi đợi đến khi anh lo được đủ tiền thì bố đã phẫu thuật xong rồi không cần gồng mình như vậy đâu anh lo cho mẹ anh đi bố em để em lo cái gì mà mẹ em với bố em đủ rồi em không muốn cãi nhau với anh đâu anh mau ra ngoài đi để em khóa cửa sách theo túi đổ xuống thư bắt taxi đến bệnh viện còn kiên thì chán nản đến tìm huyền vì vẫn còn giận chuyện hôm trước nên cô ta không chịu ra gặp mặt anh phải mất một tiếng đồng hồ năn nỉ và dỗ ngọt thì anh mới được vào nhà. Tuy nhiên cô ta vẫn còn hờn rỗi. Bao giờ thì anh định cho em một danh phận tử tế đây? Em đã mang thai đứa con của anh rồi mà anh vẫn lạnh nhạt với em như vậy à? Được rồi, ngoan đi anh thương, bây giờ anh chưa thể ly hôn với Thư được nên tạm thời anh sẽ đưa em qua ở nhà mẹ anh để dưỡng thai có được không? Em ở bên đó, anh sẽ yên tâm hơn là em một thân một mình, bên này chưa kể anh sẽ thoải mái qua thăm hai mẹ con em hơn. Vâng huyền đũng điệu gục đầu vào ngực kiên tối hôm đó kiên đã ghé qua nhà để trao đổi với bà hồng không cần nghĩ cũng biết bà ta phản ứng mạnh thế nào mẹ sắp có cháu rồi đấy con nói gì con thư có bầu từ khi nào mà không nói cho mẹ biết không phải thư có bầu mà là huyền đồng nghiệp cùng công ty với con đừng nói với mẹ là con ngoại tình đấy nhé chuyện bất đắc dĩ thôi mẹ bà hồng thở dài rồi chậm rãi nói thế bây giờ con muốn mẹ làm gì con định sẽ đưa huyền về đây sống cùng mẹ và thằng đạt để cô ấy sống một mình với cái bụng bầu con không yên tâm cứ lén lút như thế con không thấy mệt à thà con bỏ quách con thư đi cho rồi chứ sao phải thế này cho khổ giờ con mà ly hôn thì sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng nói tóm lại con sẽ ly hôn nhưng không phải lúc này mẹ cứ biết như vậy là được thôi con đi đón huyền đây dứt lời kiên bỏ đi mà không kịp để bà hồng nói thêm câu nào nữa dù không ưa việc con trai ngoại tình nhưng vì đứa cháu nội mong mỏi bấy lâu nên bà vẫn cố gắng chăm chút cho huyền từng tí một trong khi đó thư ở bệnh viện lại chẳng hay biết những việc chồng và mẹ chồng lén lút làm sau lưng mình sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày ông hải được phẫu thuật bên cạnh thư khi ấy chỉ có duy và linh tuyệt nhiên không thấy bóng sáng của kiên xuất hiện Dường như lúc này Thư đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những điều đó nên cô cũng mặc kệ. Ở nhà mới của Kiên, Huyền có thai, đến sống chung nhà với bà Hồng nên được cung phụng như bà Hoàng. Tính tình vốn khó chịu, lại thêm ỷ đang có bầu nên Huyền mặc sức đòi hỏi bà Hồng đủ đường. Bà Hồng vì cháu nội nên miễn cưỡng chiều theo ý cô ta. Thế nhưng bà nào có biết cái bụng bầu của Huyền lại chỉ là giả. Cô ta làm giả bụng bầu chỉ đơn giản vì muốn ép Kiên vào ly hôn thư, nhưng có vẻ anh tham lam lại muốn có cả hai. Mục đích cô tiếp cận anh ngay từ đầu là vì muốn phá nát cuộc hôn nhân của anh, nên bây giờ là lúc cô thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Huyền cố tình để đặt thấy cảnh mình tháo bụng bầu giả. Đúng như cô ta dự đoán, một người háo sắc như Đạt thì nào có bỏ qua cơ hội lần này. Anh đã lấy chuyện này đem ra uy hiếp cô, nhằm ép cô phải lên giường với mình. Ban đầu, Huyền giả vờ sợ sệt van xin, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục vì sợ lộ bí mật động trời. Đạt sung sướng vì nắm thóp được cô, mà đâu có ngờ bản thân đã chủ động rơi vào bẫy của ả ta lúc nào không hay. Cuộc phẫu thuật của ông Hải diễn ra tương đối suôn sẻ và thành công, nhưng lại có một vấn đề khác là đã một tuần trôi qua, ông ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến Thư rất lo lắng. Tuy nhiên bác sĩ kiểm tra thì các chỉ số đều ở mức ổn định, nên Thư cũng không lo lắng lắm. Hàng ngày cô đi làm, tối vào viện chăm sóc cho bố. Việc đầu tra của Duy cũng đã có tiến triển mới sau khi làm đủ các biện pháp cuối cùng cũng xác minh được chiếc ô tô có mặt tại hiện trường chính là xe của Kiên. Ở văn phòng của ông Hải, đồng thời anh cũng tìm được một sấp ảnh của Kiên và Huyền được thám tử tư gửi tới. Điều này càng làm củng cố thêm suy luận của anh là đúng Đương nhiên, vẫn phải làm thêm một phép thử thì mới đưa ra kết luận được. Khi sự thật đang dần được hé lộ thì Duy lại có thêm nỗi lo khác, vì không biết phải nói chuyện này với thư thế nào, làm sao cô có thể chấp nhận được việc người hại bố mình lại chính là người chung chăn gối với mình suốt 3 năm qua. Sau vài ngày đắn đo, thì cuối cùng Duy quyết định nói với thư sự thật để dứt điểm chuyện này. Sáng sớm hôm đó, anh vào bệnh viện thấy cô đang nằm co mình gọn trên chiếc sofa trong suốt thời gian ông Hải nằm viện Chưa từng thấy Kiên và Thăm lấy một lần Chợt ở bên ngoài Y tá đẩy theo một xe thuốc đi vào Cùng lúc đó Thư cũng bị tiếng ồn đánh thức tỉnh dậy Trong lúc thay thuốc Người nhà phải ra ngoài Cho nên duy nhân cơ hội kéo cô ra ngoài sân nói chuyện Có chuyện gì Mà trông anh nghiêm trọng thế Thư có chuyện này anh cần nói với em Nhưng em phải thật bình tĩnh được không Anh nói đi em nghe Tai nạn của chú Hải chưa để Duy nói hết câu thì điện thoại của thư rung lên báo tin nhắn tới. Cô mở lên xem, là số điện thoại lạ gửi tới vài tấm ảnh của Kiên và Huyền đang tỉnh tứ nằm trên giường. Ngay khi cô còn chưa kịp định thần thì số điện thoại đó trực tiếp gọi cho cô. Thực ra, cô đã đoán ra được danh tính của người gọi tới, tuy nhiên vẫn không tránh được việc bất ngờ. Alo, Thư à, hơn 10 năm rồi không gặp mày có nhớ tao không? Huyền, sao mày lại làm thế với tao? Ảnh đấy, tao chỉ tùy tiện chụp bừa thôi, nhưng mày cũng thấy đẹp có đúng không? Bây giờ tao muốn gặp mày. Được, tao sẽ gửi địa chỉ. Tắt điện thoại, thư loạn choạng ngồi sụp xuống ghế. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má cô. Duy không hiểu chuyện gì mới cầm điện thoại của cô lên xem. Cuối cùng, điều anh không muốn thấy nhất cũng đã xảy ra. Đặt tay mình lên tay cô, anh thấp giọng nói. Để anh đi cùng em đến gặp Huyền nhé. Không cần đâu ạ em tự đi được mà đứng dậy đi anh đưa em tới đó anh sẽ không để em đối diện một mình đâu nói rồi duy nắm cổ tay thư kéo đi chuyện đã đến nước này thì anh không thể nào đứng ngoài im lặng quan sát được nữa nếu anh còn không ra mặt giải quyết thì cô sẽ còn phải chịu những ấm ức nào nữa đây cùng lúc đó khi duy và thư đến gặp huyền thì kiên kéo vali về nhà sau chuyến công tác dài ngày Vừa mở cửa bước vào Anh đã thấy quần áo bị vứt bừa bãi khắp nơi Gõ cửa phòng ngủ của em trai Lại không thấy Đạt ở bên trong Nên đinh đinh nghĩ Bãi chiến trường này là do Đạt và người phụ nữ nào đó đã gây ra Tính tình của Đạt thì kiên còn lạ gì Cặp hết cô này tới cô khác mà chẳng hề biết sợ đang cau mày nghĩ với thằng em trai hư đốn thì chợt kiên nghe thấy tiếng động ám muội phát ra từ phòng ngủ của mình. Anh sững người mất vài giây, bán tín bán nghi, anh quay người tức giận đi tới, đập mạnh cánh cửa khiến nó đập mạnh vào tường, đôi nam nữ trên giường giật mình, trợn tròn mắt quay ra nhìn thấy kiên gương mặt đỏ bừng đứng đó thì đạt và huyền ngồi bật dậy kéo chăn che người trong khi huyền tỏ ra hơi sợ sệt mặt đạt tái xanh cậu ta chỉ cuốn tạm chiếc khăn ở cuối giường sau đó chạy xuống quỳ dưới chân kiên van xin anh kiên mọi chuyện không như anh nghĩ đâu là cô ta dụ dỗ em lên giường em không có ý định gì với cô ta đâu lý do khiến đạt hạ mình như vậy không phải vì cảm thấy có lỗi với kiên mà sợ bị đuổi ra khỏi nhà thì khi đó một xu cậu ta cũng chẳng có cơm cũng không có đút vào miệng đối diện với những giọt nước mắt cá xấu của đạt kỳ thực kiên vẫn không có chút mùi lòng anh tức giận gần từng chữ đứng dậy khi tao còn bình tĩnh mặc đồ vào rồi ra ngoài nói chuyện lộ khốn nạn kiên lườm đôi cầu nam nữ một cái rồi bỏ ra ngoài một lúc sau huyền và đạt quần áo sộc sạch tóc tai bù xù, chậm rãi đi ra ngay lập tức kiên mất bình tĩnh lao đến đấm mạnh một cái vào mặt đạt rồi quát lớn thằng chó mày là em trai của tao đấy sao mày lại dám làm ra cái chuyện khó coi này là cô ta quyến rũ em trong một phút yếu lòng nên em không kiềm chế được lòng mình mới xảy ra chuyện này mày nghĩ tao là đứa trẻ lên ba hay sao mà dùng mấy lời này để bao biện rốt cuộc mày thiếu gái cỡ nào mà lại dám lên giường với vợ tao kiên lao đến xách của áo đạt lên rồi vung tay tiếp thêm một đấm vào mặt Đạt, không kiềm chế được nữa, Đạt cũng đánh trả lại Kiên một cái rồi lớn giọng nói, anh nói đủ chưa? Ừ đấy, em lên giường với Huyền đấy thì sao? Bọn em trai chứ vợ gái chứ chồng thì có quan hệ là chuyện bình thường thôi, anh còn chẳng cho cô ấy nổi một danh phận thì để em thay làm việc đó. Mày, bụp, một cú đấm nữa lại giáng xuống mặt Đạt, Kiên giận dữ hét lên. Đây là chuyện của tao và Huyền, không đến lượt mày lên tiếng can thiệp. Cô ấy đang mang đứa con của tao trong bụng thì việc tao cưới cô ấy là chuyện sớm muộn thôi. Nghe tới đứa trẻ, Đạt tự nhiên cười lớn, khiến Kiên đơ ra không hiểu chuyện gì. <laughs> con sao? Anh đã nói con sao? Tôi buồn cười sắp vỡ bụng rồi đây. Đứa con, đến bây giờ mà anh vẫn còn ngây ngô vậy à? Nếu trong bụng huyền thật sự có con của anh, thì liệu em có thể thoải mái quan hệ với cô ấy không? Mày, mày cút của nhà tao, cút. Em sẽ đi, nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong đâu. Nói rồi, Đạt bỏ ra ngoài đầu óc kiên choáng váng hết cả anh không tin vào những lời đạt nói nên ánh mắt chuyển hướng qua chỗ của huyền trong mắt tràn ngập sự hy vọng cô có thể nói những lời khi nãy là giả vì anh rất mong đợi đứa con này nhưng kết quả lại bị cô ta tạt cho một gáo nước lạnh huyền cô nói đi những lời thằng đạt nói đều là giả đúng không anh nghĩ sao chỉ vỏn vẹn ba chữ của huyền cũng đủ một phát đánh gục tinh thần của kiên toàn thân anh như mất đi trọng lực anh lùi lại vài bước, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở phía sau, ôm đầu gào thét điên cuồng. Nói dối, các người nói dối, rõ ràng tôi cảm nhận nhịp tim của đứa bé mà, sao có thể như vậy được, không thể. Huyền khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường mỉa mai, xem ra anh vẫn chưa biết chuyện bản thân mình bị vô sinh nhỉ. Tội thật đấy, ai đời con trưởng mà lại vô sinh bao giờ, chắc mẹ anh sẽ thất vọng lắm. Cô Liên à, sao tôi có thể vô sinh? tôi không điên người điên là anh mới đúng một thằng đàn ông quan hệ với cả hai người phụ nữ cả hai phụ nữ đều bình thường nhưng lại không thể mang thai vậy nghĩ nguyên nhân là do đâu do súng của anh không có đạn hay là do <laughs> Huyền nói đến đây thì phá ra cười quái trí cô Tân đắc ý về kế hoạch của mình coi như thành công một nửa trong khi Huyền đang phấn khích kiến đau khổ ngồi vật vã ôm đầu thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa đoán là khách của mình đã đến nên huyền hào hứng đi ra mở cửa thư từ ngoài cửa bước vào dứt khoát vung tay tát một cái thật mạnh vào má phải khiến cho huyền ôm mặt đau điếng kiên nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn ra thấy thư anh ta có hơi bất ngờ vợ xem lại đến đây thư mày làm cái trò gì đấy tao đang giúp mày nhận ra bộ mặt thật của anh ta mà mày lại đánh tao à vậy xem tao phải cảm ơn mày rồi. Cảm ơn mày đã cướp chồng tao để tao biết được anh ta tồi đến mức nào. Khoan đã vợ ơi, em nghe anh nói đã là cô ta cố tình quyến giúp anh. Trong một phút lỡ giải, anh đã không kiềm chế được bản thân mình chứ anh không hề có ý định phản bội em đâu. Kiên vừa nói, vừa nắm chặt lấy cổ tay Thư không buông để mong cô tha thứ cho mình. Thư càng vùng ra thì Kiên càng siết chặt. Khi này Duy mới chậm rãi bước vào. Anh nắm lấy tay Kiên, giật mạnh rồi bẻ ngược ra phía sau, thấp giọng nói: "Anh đang làm thư đau đấy, khôn hồn thì đừng đi quá giới hạn, bằng không đến tay cũng chẳng còn đâu. Chuyện của vợ chồng tao, mày có quyền gì mà lên tiếng? Anh Duy, kệ anh ta đi, không cần phí sức với hạng người này." Nghe thấy lời tuyệt tình này của thư làm Kiên hơi khó chịu, có lẽ vì biết bản thân khó có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân nên anh ta cúi gằm mặt. Ở phía đối diện, Huyền Thế Duy nên cũng nói vài lời, anh Duy, lâu rồi không gặp. Ờ, hơn 10 năm rồi nhỉ. Sau từng ấy năm, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào." Thư đứng bên cạnh, cô nhìn cái mặt trăng tráo của Huyền mà thấy kinh tởm. Cô siết chặt bàn tay thành nắm đấm, rồi đanh mặt nhìn Huyền. Chính cái thái độ dửng dưng của Huyền khiến Thư càng thêm tức giận. Sợ Thư mất bình tĩnh, nên Duy tiến đến bên cạnh, chạm nhẹ vào tay Thư. "Có lẽ đây là lúc thích hợp để dứt điểm mọi hận thù." Nên Thư quay sang nói với Duy anh dẫn anh ta ra ngoài một lát được không? Em muốn nói chuyện riêng với Huyền. Duy gật đầu hiểu ý, sau đó chậm rãi tiến đến, đeo cho Kiên chiếc còng số 8, khiến Kiên sững sốt không hiểu chuyện gì. Duy cũng không tốn thời gian giải thích mà chỉ nói qua loa. Anh sẽ sớm hiểu lý do thôi. Nói xong, Duy kéo Kiên ra ngoài, để lại thư vào Huyền, đứng đối diện. Bốn mắt nhìn nhau không rời, không khí chìm và im lặng một hồi lâu, cuối cùng thư lên tiếng trước, "Huyền, sao mày lại làm như vậy?" Tại sao nhất định phải là chồng tao Vì tao không muốn mày được hạnh phúc Mày không xứng đáng Sao mày định đánh ghen à Không Tao chẳng tiếc gì một người chồng tôi Để mà phải đánh ghen Vì bản chất của anh ta đã như vậy Thì dù không có mày Cũng sẽ có người khác thôi Thứ tao tiếc Là một tình bạn đã từng rất đẹp của chúng ta Nực cười Giữa tao và mày chưa từng tồn tại Thứ gọi là tình bạn câu nói tưởng chừng rất bình thường của huyền lại khiến thư cảm thấy hơi hụt hẫng sau từng ấy năm gặp lại những tưởng sẽ rất vui vẻ ai ngờ lại đi đến kết cục này thật sự là chưa từng sao mày hỏi câu này mà không biết ngượng mồm à mày hại chết anh trai tao mà bây giờ còn tỏ ra thanh cao tiếc một tình bạn đẹp ai không biết lại tưởng tao với mày là chị em thân thiết đấy Hóa ra sau từng ấy năm Mày vẫn còn đau đớn với cái chết của anh Tiến à Mày chưa từng một lần chịu lắng nghe tao giải thích Ngược lại còn khăng khăng định tội tao Chính mắt tao thấy anh Tiến Vì bảo vệ mày mà bỏ mạng dưới gầm xe tải Thư cúi gầm mặt Xem như đã hiểu được phần nào Mục đích trở về nước của Huyền Sau từng ấy năm Thư cười nhạt rồi nói Vậy tất cả những gì mày làm Là vì muốn trả thù cho anh Tiến à Phải, tao đã cất công tạo ra một kế hoạch hoàn hảo Để từng bước quyến rũ kiên rồi đưa anh ta vào chồng. Tao muốn nhìn thấy mày phải đau khổ tột độ khi bị người chồng đổ ấp tay gối phản bội. Tao muốn mày phải trải qua những mất mát đau khổ giống như tao. Huyền gầm lên, giọng của tao lạc đi. Trả thù xong mày có thấy thoải mái không? Thương ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Huyền và hỏi. Kế hoạch của tao vẫn còn một bước, chưa hoàn thành thì sao có thể thoải mái? Huyền vừa nói, vừa với tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn đưa ra trước mặt Thư, khiến Thư sợ hãi lùi lại vài bước. Huyền, mày định làm gì thế? Bước cuối cùng trong kế hoạch của tao là một mạng đền một mạng. Nghe nói bố mày đã phẫu thuật thành công rồi nhỉ? Vậy thì đành để ông ấy thay mày chịu cảnh mất người thân rồi. Huyền hoàn toàn mất kiểm soát, cô lao vào Thư, may mắn Thư né kịp, sau đó hai người lao vào rằng co, con dao găm cứ như vậy rơi xuống đất cách họ một khoảng khá xa. Huyền nhanh chân chạy tới, chụp lấy con dao, thư nhanh trí đẩy vỡ bình hoa để gây sự chú ý với Duy ở bên ngoài. Ngay thấy tiếng động lớn phát ra từ bên trong, Duy biết rõ chuyện chẳng lành nên lập tức đạp cửa xông vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt khiến anh kinh hãi, Duy thấy Huyền đang hung hăng cầm con dao tiến sát về phía thư. Huyền, em bình tĩnh lại đi, nghe lời anh bỏ con dao xuống, nếu thư có bệnh hệ gì thì em sẽ phải đi tù đấy. Anh nghĩ em đã làm đến bước này rồi mà còn sợ đi tù sao? hôm nay em sẽ một mạng đổi một mạng dù sao cũng không thể để anh trai của em cô đơn dưới đó một mình được chuyện của tiến không phải như những gì em thấy đâu vốn dĩ tiến bị tai nạn xe không phải vì cứu thư mà vì muốn đuổi theo thư anh duy đừng nói nữa đừng nói ra chuyện đó anh nói vậy là có ý gì sao anh tiến lại đuổi theo thư khóe mắt thư sưng rừng, rừng cô không muốn nhớ lại chuyện đã gây ám ảnh cuộc đời cô thêm một lần nào nữa mặt khác cô cũng không muốn hình tượng người anh trai hiền lành của Huyền sụp đổ trong lòng cô ấy. Chỉ có điều bây giờ cứ im lặng thì tính mạng của cô sẽ khó mà giữ được nên Duy không suy nghĩ mà lập tức nói ra. Tiến vốn không phải một người hiền lành ngoan ngoãn như em vẫn nghĩ. Đằng sau vỏ bọc tri thức lại là một con quỷ độ lốt người. Hôm đó anh vẫn đi học về ngang qua căn nhà hoang thì chợt nghe thấy tiếng có người kêu cứu ở bên trong vọng ra nên bán tín bán nghi đi vào kiểm tra em biết anh đã thấy gì không là cảnh thư đang nằm dãy ruộng ở dưới nền đất còn tiến thì mặc kệ lời van xin vẫn mạnh tay xé bung chiếc áo sơ mi trắng của cô ấy duy ngừng lại một lúc quan sát động thái của huyền rồi nói tiếp anh hoảng loạn cầm lấy một cái gậy ở gần đó đánh tiến một cái khiến cậu ấy ngã lăn sang bên cạnh xong anh cởi áo khoác che lên người thư để rồi cô ấy chạy ra ngoài đường trước còn bản thân ở lại vật lộn với tiến bọn anh đánh nhau qua lại Cuối cùng anh bị Tiến đập một gậy vào đầu, sau đó bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, anh đã lờ mờ nhìn thấy cô ấy loạn choạng chạy ra ngoài theo hướng của Thư. Khi anh tỉnh lại ở bệnh viện thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Không đúng, anh đang nói láo. Huyền gầm lên, hai chân cô ta loạn choạng, đôi tai chỉ còn nghe tiếng ù ù, đầu óc quay cuồng như trời đất sắp sụp đổ. Làm sao mà cô ta có thể tin được những lời Duy nói, vì Tiến trong mắt Huyền vốn là người anh trai hoàn hảo mọi mặt Thì sao có thể gây ra chuyện đồi bại như vậy Huyền khóc Cô ta gào lên trong đau đớn Những giọt nước mắt của Thư rơi xuống Chảy vào tay của Huyền Toàn thân Thư mềm nhũn đứng không vững Thư đỡ lấy người Huyền Đôi mắt cô cũng ấn lệ Thư, mày nói đi Những lời anh Duy nói đều là bịa đặt đúng không Lời anh Duy nói đều là thật Hôm đó anh Tiến đã hẹn tao ra căn nhà hoang nói Muốn đưa tao mượn quyển sách Căn nhà đó chúng ta vẫn thường xuyên lui tới Nên tao chẳng mảy may nghi ngờ Mà không chút phòng bị đi tới đó Nào ngờ Nói đến đây Thư khóc nấc lên nghẹn ngào Thư không tiếp tục nói được nữa Vì đây vẫn là nỗi ám ảnh suốt nhiều năm qua Sau cái ngày xảy ra chuyện đau lòng đó Thư đêm nào cũng nằm mơ gặp ác mộng Huyền như chết lặng Cô ta dần dần buông lỏng hai tay Đánh rơi con dao xuống đất sau đó ngồi sụp xuống khóc lớn, Duy đi tới đá con dao qua một bên, còn thư thì quay người lại ôm huyền lòng an ủi. Cùng lúc đó mấy đồng chí cảnh sát cũng đã tới đưa huyền và kiên về trụ sở. Ở phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, dù họ có hỏi thế nào Kiên cũng không chịu thừa nhận tội danh ngộ sát ông Hải. Anh ta cho rằng không có bằng chứng thì một công an chưa 10 công an cũng không làm gì được anh ta nhưng đúng vào lúc Kiên đang tỏ ra đắc ý, nào ngờ Duy bước vào, mở cho Kiên xem một đoạn camera quay lại được ở trong phòng bệnh. Hóa ra trước đó mấy hôm, Kiên đã vào bệnh viện để dò xét ông Hải một phen. Thậm chí, anh ta còn có ý định tiêm chất lạ vào ống truyền nước của ông Hải, nhưng may mắn, cô y tá vào nên đã thất bại. May có Duy đã nhanh trí lắp camera nên mới đủ bằng chứng kết tội tên cặn bã này. Về phần Huyền, sau mấy ngày bị tạm giam để lấy lời khai thì cô ta đã được thả thư cũng không truy cứu những hành động của cô ta đối với mình chỉ sau mấy ngày trong nhà giam mà trông cô ta đã bơ phờ và thiếu sức sống thư mấy lần đến gặp nhưng huyền đều từ chối có lẽ vì cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật về tiến Bố mẹ Huyền ở nước ngoài nghe tin cũng lập tức trở về. Họ đến thăm cô và kể lại toàn bộ sự việc đúng như lời Duy đã nói. Lý do năm đó họ ra nước ngoài sau khi làm đáng tang xong xuôi cho Tiến là vì sợ phải nghe lời dị nghị từ hàng xóm. Họ quyết định giấu Huyền vì muốn cô giữ lại những hình ảnh tốt đẹp nhất của anh trai nhưng nào có ngờ lại vô tình khiến cô thủ oán người bạn thân nhất của mình suốt bao nhiêu năm và gây ra chuyện sai trái suýt nữa thì không thể cứu vãn được nữa bà hồng sau một tuần đi du lịch trở về thì sốc đến mức nhập viện khi biết chuyện của hai đứa con trai quý tử gây ra một mình bà ở trong bệnh viện hơn một ngày là đã xin về nhà vì ở lại cũng chẳng có ai chăm sóc nhà cửa tan hoang con cái đứa thì ở trong nhà giam đứa thì mất tâm mất tích. Bà ta buồn chán, định bỏ về quê, nhưng đất nhà đã không còn vì Kiên đã bán đi để mua nhà mới. Cực chẳng đã, bà ta đành ở lại thành phố, sống vất vưởng qua ngày, chờ cho đứa con trai trở về. Về phần ông Hải, sau khoảng một tháng hôn mê, cuối cùng ông cũng đã tỉnh lại, khỏi phải nói, thư đã vui mừng đến cỡ nào. Bố tỉnh rồi, thời gian qua con lo cho bố lắm bố biết không? Còn cứ sợ nếu bố không tỉnh lại thì con biết phải làm sao đây, con gái ngoan, bố của con là một người kiên cường và mạnh mẽ đến nhường nào cơ chứ. Làm sao bố có thể bỏ con một mình mà cứ đi như vậy rời đi được, đúng không Duy? Dạ, chú nói chí phải. Ông Hải mỉm cười xoa đầu thư. Duy đứng bên cạnh cũng thầm mừng vì cuối cùng ông Hải cũng đã tỉnh lại. Anh xin phép quay về sở cảnh sát, tiếp tục công việc để trả lại không gian riêng tư cho hai bố con. Thư này, chuyện của thằng Kiên, bố, con biết tất cả rồi Con sẽ sớm làm thủ tục ly hôn với anh ta Và bắt anh ta phải trả giá Cho những chuyện đã gây ra cho gia đình chúng ta Lúc đầu khi biết thằng Kiên ngoại tình Bố đã cho nó một cơ hội sửa sai Vì bố vẫn tin nó là người đàn ông tốt Chỉ là do cám dỗ nên mới xa lầy Thêm nữa là bố không muốn con lại đi vào vết xe đổ của bố mẹ khi xưa Hơn ai hết bố luôn mong con có một cuộc hôn nhân trọn vẹn với người đàn ông yêu thương con thật lòng. Sau này có chuyện gì Bố cứ thẳng thắn với con Đừng vì sợ con tổn thương mà tự mình giải quyết mọi việc như vậy Con không sợ hôn nhân đổ vỡ Con chỉ sợ chọn sai người thôi Năm đó nếu nghe lời bố Thì có chăng con đã không dính phải những chuyện này rồi Không trách con được Phải trách lòng người thay đổi quá nhanh Đến bố cũng chẳng ngờ được Thằng Kiên chỉ sau mấy năm Đã thay đổi nhiều tới như vậy Đoạn đường tiếp theo Bố tin là con sẽ biết bản thân cần phải làm gì đúng không Con sẽ qua công ty phụ giúp bố Bay nhảy như vậy đủ rồi, cũng nên về nhà thôi. Có lẽ trước mắt con sẽ tập trung phát triển sự nghiệp, còn chuyện tình cảm cứ để qua một bên. Bố sẽ không hối thúc con kết hôn, nhưng nếu ngày nào đó con sẵn sàng mở lòng thêm một lần nữa thì hãy cân nhắc người ở bên cạnh. Bố thấy không tồi đâu." Thư nghe ông Hải nói như vậy, cũng chỉ gật gù cho qua, vì cô không hiểu được ẩn ý trong lời nói đó. Cái gì mà cân nhắc người bên cạnh? Cái gì mà không tồi? sau khi ông hải xuất viện thư chính thức gửi đơn ly hôn ra tòa án tuy nhiên thư không tố cáo anh ta vì dẫu sao kiên cũng không trực tiếp gây tai nạn cho ông hải hơn nữa bây giờ ông cũng đã dần bình phục kiên không bị ngồi tù nhưng anh ta đã đánh mất tất cả sau phiên tòa giải quyết đơn ly hôn của thư kiên ra đi với hai bàn tay trắng tài sản lớn nhất của anh ta là chiếc ô tô đang chạy đó chính là chiếc ô tô mà thư đã tặng nó cho anh ta Cô xem nó như một món quà kỷ niệm Kiên trở về nhà với mẹ Anh ta vùi đầu vào rượu Bà Hồng khóc lóc mỗi lần nhìn thấy Kiên say Nhưng bất lực không thể làm gì Ở nhà một thời gian Đến khi trong người không còn một xu Kiên bắt đầu ra ngoài kiếm việc làm Nhưng khổ nỗi Đi đâu anh ta cũng bị người ta soi mói Nên không thể tìm được một công việc ổn định Thư để lại cho Kiên căn hộ chung cư Vì nó được dùng tiền Của cả hai vợ chồng để mua đây cũng là sự nhân từ cuối cùng của cô dành cho anh ta và cho mẹ chồng cũ. Mấy tháng sau, căn chung cư của Kiên cuối cùng vẫn phải bán đi để lấy tiền trang trải cuộc sống và làm kinh doanh nhỏ. Đạt vẫn ăn chơi xa đọa thỉnh thoảng cậu ta lại lén trở về trộm tiền của bà Hồng và Kiên để cờ bạc. Kết quả của mỗi lần chơi bạc của Đạt là tiền mất sạch, còn người thì bị chủ nợ đánh thử sống thiếu chết. Bà Hồng từng tuổi này Vậy mà lại phải na lưng ra đi, nhặt từng cái chai để bán kiếm tiền ăn qua ngày, lại nuôi thêm đứa con trai vô công dỗi nghề là đạt. Đối diện với sự bất hạnh đó, bà ta khóc rất nhiều về ân hận, nhưng xem ra tất cả đã là quá muộn. Ngày Huyền ra sân bay, để quay lại Mỹ cùng bố mẹ, Thư và Duy đã ra tiễn một đoạn. Hai cô gái ôm nhau thật chặt để giảng hòa, chấm dứt hơn 10 năm thù hận qua đến bên đó Nhớ phải gọi về báo bình an cho tao đấy Chuyện cũ qua rồi thì cứ để nó qua đi Hãy sống thật tốt cho hiện tại và tương lai Mày còn phải sống thay cả phần của anh Tiến nữa chứ Hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra Thì tao vẫn luôn ở bên cạnh mày Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau Cảm ơn mày lắm Thư Sau từng cái chuyện xảy ra mà mày vẫn coi tao là bạn Tao nhất định sẽ sống thật tốt Có cơ hội nhất định tao sẽ về thăm mày biện dịn thêm một hồi rồi huyền cùng bố mẹ vào bên trong thư nhìn theo bóng lưng cô bạn thân khuất dần sau đó mới quay lưng rời đi với duy bây giờ điều cô quan tâm nhất chính là sự nghiệp còn chuyện tình cảm đủ duyên đủ nợ tự khắc sẽ tới nên chẳng cần phải cưỡng cầu dường như sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy cô cũng đã khép lại trái tim mình để đợi một người phù hợp có thể mở nó ra thêm một lần nữa quý vị và các bạn thân mến câu chuyện vừa khép lại ngay thời khắc cánh cửa hôn nhân với kiên đóng lại thì cuộc đời của anh ta cũng sẽ sang ngõ cụt với những gam màu xám xịt người vợ thì cũng chẳng sung sướng gì hơn trong khoảnh khắc ấy nhưng mà ít ra cô cũng đã thoát khỏi bóng đen của sự lừa dối thoát khỏi những con người ích kỷ nhẫn tâm để sống cuộc sống an yên hơn chúng ta tin rằng chặng đường về sau của cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc bởi vì bên cô ấy còn có một ông bố yêu con, một người bạn chân thành như Linh và Đạt, một người đàn ông tốt vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô ấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.